Chào các bạn. Trong phần trước của câu chuyện Mê Vợ Quên Lối Về, các bạn đã nghe về câu chuyện của Lâm Tử Lạp. Sau khi bị tai nạn ô tô, cô phải trở lại Ả Rập để chữa bệnh và sanh con. Rồi 6 năm sau, khi cô trở lại quê nhà để tiếp tục công việc của mình, và cô đã khám phá ra một bí mật động trời. Câu chuyện diễn biến ra sao? Xin mời cả nhà cùng nghe tiếp nhé. Sau khi đưa cho Lâm Tử Lạp thẻ nhớ, Đậu Đậu lái xe rất nhanh chở cô đến cửa hàng đang tu sửa. Ở đây, Tạ Na đang sốt ruột đợi chờ. Khi thấy Lâm Tử Lạp đến, cô vội nói: "Chị ơi, sao chị đến trễ vậy?" Lâm Tử Lạp giải thích: "À, chị có chút việc nên đến chậm." Đậu Đậu nhìn Lâm Tử Lạp rồi nói: "Cô liên lạc với tôi qua điện thoại nhé. Cần dùng xe cũng có thể gọi điện thoại cho tôi." Có lẽ là có chung kẻ thù, quan hệ biết sao cũng thân thiết hơn. Lâm Tử Lạp gật đầu: "Được rồi, vậy cô đi làm đi, tôi cũng phải chạy xe đây." Đậu Đậu vẫy tay rồi lái xe đi. Không chạy xe anh ta không có thu nhập. "Chị Lâm, anh ta là ai vậy?" Tạ Na nhiều chuyện hỏi. Tò mò cô ngồi theo taxi cũng có thể kết bạn. Lâm Tử Lạp cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ cười thản nhiên. "Nhìn em gấp thế nào kìa, là ai tìm chị?" Tạ Na vỗ óc. "Chị coi đó, em quên mất cả việc chính." Cô lôi kéo Lâm Tử Lạp vào. "Em đưa người vào trong văn phòng rồi, nơi này quá bề bộn, văn phòng vẫn tốt hơn chị ạ." Văn phòng của Lâm Tử Lạp cô đã dọn dẹp trước rồi, nếu không nơi này không có chỗ để vào. Lâm Tử Lạp rất tò mò ai đến tìm cô. "Ai vậy, nam hay là nữ?" cô hỏi. "Trong nước trừ Hà Khiếu Hành ra thì không có bạn bè nào khác. Là một phụ nữ xưng bà Tông, rất là đẹp, cũng có rất chí khất." Tạ Na nhìn lén biểu cảm của Lâm Tử Lạp. "Chồng trước của cô là Tông Triển Bạch. Bà Tông này có khi nào là mẹ chồng trước của cô không?" Lâm Tử Lạp nhíu mày. "Bà Tông? Hôn nhân của cô và Tông Triển Bạch không có hôn lễ, không có nghi thức. Hơn nữa cô cũng không có gặp qua người nhà của họ Tông Triển Bạch." Cô đang tự hỏi, chả lẽ mẹ của Tông Triển Bạch đến tìm mình sao? Nhưng theo cô biết, bà Tông đã qua đời từ lâu. Chẳng lẽ... Lâm Tử Lạp dường như đoán đoán được. Má Vương trước đây từng nói, sau khi mẹ Tông Triển Bạch mất không bao lâu, ba của anh đã tái hôn. Vậy cũng chỉ có bà ta có thể xưng là bà Tông. Nhưng bà ta tìm cô làm gì? Lâm Tử Lạp không hiểu. "Người đang ở bên trong đó, có việc gì thì chị cứ gọi em nha." Tạ Na dắt Lâm Tử Lạp đến cửa văn phòng, không có ý đi vào. Lâm Tử Lạp gật đầu, chờ Tạ Na rời đi, cô mới đẩy cửa ra. Văn phòng đã bố trí qua, cũng chỉ là đặt bàn làm việc. Chỗ bàn công việc thì đặt ghế sofa, bàn trà, sàn nhà đã được quét. Văn phòng rất trống trải, cũng không trà bánh gì. Một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn đứng trước cửa sổ sát đất. Lâm Tử Lạp không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ thấy dáng người bà ta giữ gìn rất tốt, tóc dài búi lên. Bà ta có lẽ nghe thấy tiếng động nên xoay người nhìn Lâm Tử Lạp đứng ở cửa. "Cô là Lâm Tử Lạp phải không?" Bà ta ngẩng đầu lên rồi hỏi. Lúc bà ta xoay người, Lâm Tử Lạp thấy rõ diện mạo của bà ta, dù có dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp mỹ miều ngày xưa. Hai tay bà ta nắm lấy nhau ở đặt trên bụng, trên cổ tay đeo đồng hồ Omega SA, tay phải đeo túi xách đen, mặc đầm caro, mang giày cao gót. Không có trang sức dư thừa, rất đơn giản nhưng lại rất đẹp. "Là tôi." Lâm Tử Lạp đi vào. "Bà tìm tôi có việc gì không? Hình như là tôi chưa từng quen biết bà." Dục Tú cười nhẹ. "Cô đã gả vào nhà họ Tông, chúng ta vốn dĩ nên gặp mặt, chỉ là... vì quan hệ của Tông Triển Bạch không tốt, cho nên chúng tôi chưa tiện gặp cô." Sau khi hai người đăng ký kết hôn, Tông Tiêu Tuấn gọi điện thoại cho Tông Triển Bạch, kêu anh dẫn Lâm Tử Lạp về, nhưng bị Tông Triển Bạch từ chối. Sau đó ly hôn cũng là quyết định cá nhân của Tông Triển Bạch. Ly hôn rồi họ mới biết. Lâm Tử Lạp cười thấu hiểu. "Tôi biết, dù sao kết hôn với Tông Triển Bạch chỉ là một giao dịch. Anh không giới thiệu tôi với bà cũng là chuyện rất bình thường." "Mời bà ngồi."
Lâm Tử Lạp đưa tay ra mời bà Dục Tú. Bà Dục Tú khẽ gật đầu, ngồi xuống sofa. Lâm Tử Lạp ngồi đối diện bà ta, không nói gì, chờ bà ta nói. Bà ta chủ động tìm đến cô, chắc là bà ta có việc gì đó. Dục Tú đánh giá Lâm Tử Lạp, nhìn rất trẻ, rất xinh đẹp. Lúc gả cho Triển Bạch, nghe nói cô mới 18 tuổi phải không? Lâm Tử Lạp gật đầu. Dạ đúng vậy. Im lặng vài giây. Cô có biết Triển Bạch vốn dĩ phải đính hôn không? Dục Tú hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của bà ta chầm chầm nhìn mặt Lâm Tử Lạp, xem biểu cảm của cô thay đổi như thế nào. Lâm Tử Lạp thành thật trả lời. Tôi biết. Sau đó từ hôn, cô cũng biết. Biết. Lâm Tử Lạp nhíu mày, tự hỏi trong lòng, nguyên nhân bà ta đến tìm cô là cái gì chứ? Nghe cách nói của bà ta, chắc có liên quan đến Tông Triển Bạch. Vậy cô cũng biết vì sao mà từ hôn chứ? Cái này Lâm Tử Lạp không biết. Cô nói, tôi không hề biết chuyện này. Cô chỉ vào văn phòng, bà cũng thấy rồi. Tôi vừa mới trở về nước ngoài, chuyện trong nước tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã ly hôn với anh ấy rồi, cho nên lại càng không rõ. Tuy rằng không có làm giấy tờ, nhưng trong tiềm thức Lâm Tử Lạp cho rằng họ đã ly hôn rồi. Cô nhớ rõ lúc đó Tông Triển Bạch nói, chúng ta ly hôn đi. Sau khi anh nói câu này, hôn nhân giữa họ đã kết thúc. Bà Dục Tú kinh ngạc. Cô không biết thật sao? Bà ta rõ ràng là không tin vào Lâm Tử Lạp. Vì cô mà nó từ hôn. Cô không biết chuyện này à? Bà nhìn Lâm Tử Lạp kinh ngạc. Vì tôi mà anh ấy từ hôn? Đây không phải là một chuyện hết sức là vớ vẩn sao? Tôi nghĩ đây có lẽ là hiểu lầm gì đó. Bà cũng biết chúng tôi đã ly hôn nhiều năm như vậy rồi, nhưng thế nào có thể là vì tôi đâu chứ? Bà Dục Tú lắc đầu, khẳng định không có hiểu lầm. Chú Phùng tra được tin sau khi Tông Triển Bạch gặp cô ở nước Ả Rập mới từ hôn Hà Khiếu Ninh. Có lẽ là vì họ đã kết hôn, có cảm tình, nên sau khi gặp cô, Tông Triển Bạch cảm thấy người mình yêu là cô, tình cũ bùng lên mới từ hôn Hà Khiếu Ninh. Nhà họ Tông, nhà họ Hà, cô chắc có lẽ đã nghe qua, ở thành phố này đều là gia tộc lớn. Nếu hai người họ kết hôn thì là hai gia tộc mạnh mẽ liên kết, có lợi cho cả nhà họ Tông và nhà họ Hà. Giọng của bà Dục Tú dịu dàng, bà ta nhìn Lâm Tử Lạp. Trước khi nó xuất ngoại gặp cô, nó đồng ý lấy tiểu thư nhà họ Hà. Hai đứa nó quen biết đã lâu, hai nhà chúng tôi đều rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Cho nên bà tới đây là muốn tôi xa rời Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp không biết làm sao. Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm thật rồi. Chúng tôi căn bản là không có ở cùng nhau. Căn bản là không có qua lại. Bà tìm tôi thật sự là sai người rồi. Bà Dục Tú nhíu mày. Hai người không có ở bên nhau sao? Lâm Tử Lạp gật đầu khẳng định nói. Chưa từng có. Vì từ hôn, nó tự làm hại bản thân. Tôi không thấy. Tôi nghe ông tôi nói, nó lấy dao cắt trái cây đâm vào ngực mình mục đích chính là để hủy hôn. Cái gì? Lâm Tử Lạp bỗng nhiên đứng lên. Cô hết sức bất ngờ khi nghe bà Dục Tú nói đến điều này. Vết thương trên ngực anh ấy là vì cô. Tự mình làm bị thương chính mình. Anh ấy điên thiệt rồi mà. Bà Dục Tú yên lặng quan sát phản ứng của Lâm Tử Lạp, nhìn bộ dạng của cô hình như là thật sự không biết gì. Mà anh ấy vì sao làm như vậy, bà có biết không? Lâm Tử Lạp hỏi. Nó đính hôn với cô Hà, lên tin tức rồi, cũng có nghĩa là việc làm ăn của hai nhà sẽ dính với nhau. Nó từ hôn, nó sẽ phải gánh lấy trách nhiệm. Hơn nữa, lúc nhỏ Hà Tiểu Thư đã cứu nó, lại ở bên nó rất lâu. Nó muốn từ hôn, chẳng những ảnh hưởng lớn đến cô ấy, còn áy náy nữa. Cho nên lúc Hà Khiếu Ninh nói, muốn mạng của nó mới ra tay với mình như vậy. Mục đích là nó muốn trả nợ cho cô ấy. Nói xong, bà Dục Tú thở dài. Hình như tình cảm của cô Hà với Triển Bạch rất sâu, nghe đồn vì phải từ hôn mà cảm xúc của cô ấy rất tệ. Lâm Tử Lạp nghe đến đây, cô bàng hoàng và cúi đầu im lặng không nói. Những lời Dục Tú làm cho cô hết sức kinh ngạc. Lần trước anh nói sẽ hủy hôn, cô không coi là thật, chỉ tùy tùy nghe qua, không nghĩ tới anh thật sự hủy hôn. Sau khi cậu ấy quay về nước thì nói muốn ly hôn, ba cậu ấy rất tức giận, quan hệ của hai người họ vốn không tốt.
Vì thế hai cha con đã không vui với nhau. Dục Tú nghĩ đến mối quan hệ của mình với Tông Triển Bạch thì rất bất đắc dĩ. Lâm Tử Lạp nắm chặt hai tay. Mà sao dì lại biết được chứ? Vì sao bà ta biết Tông Triển Bạch gặp cô xong mới muốn hủy hôn? Cậu ấy bỗng nhiên muốn hủy hôn, ba cậu ấy rất tức giận nên nói chú Phùng trong nhà đi điều tra. Nếu không thì tôi cũng sẽ không tìm cô. Bà Dục Tú thẳng thắn nói. Lâm Tử Lạp kiềm chế sự rối loạn trong lòng, bình tĩnh nói. Hôm nay dì tới đây có mục đích gì? À, tôi không có ý khác đâu, nhưng tôi muốn gặp cô một chút. Lúc đầu chú Phùng đi điều tra chuyện này, thật sự muốn ngăn cản Triển Bạch đừng hủy hôn. Nhưng cậu ấy đã chọn cách rước lấy phiền phức vào mình mà hủy hôn. Không ai làm gì được cậu ấy. Cậu ấy đều không quan tâm đến người phụ nữ đi theo mình rất lâu. Ba cậu ấy nhìn cậu ấy quyết tâm thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Bà Dục Tú nhìn Lâm Tử Lạp nói. Hôm nay tôi đến đây gặp cô là ý của riêng tôi, nhà không có ai biết cả. Ở trong mắt bà ta thì Tông Triển Bạch kiên quyết hủy hôn như vậy là vì Lâm Tử Lạp. Bà ta biết Tông Triển Bạch hủy hôn bởi vì vợ trước thì tò mò muốn biết vợ trước của Tông Triển Bạch là người phụ nữ như thế nào. Lúc bọn họ kết hôn thì bà ta không thấy. Hiện tại chú Phùng đi điều tra chuyện này nên bà ta đến tìm cô. Lâm Tử Lạp phản ứng không kịp. Cô vốn cho rằng bà ta muốn mình rời xa Tử Bạch. Nói, anh tiếp tục đính hôn với Hà Khiếu Ninh nên mới đến tìm cô. Không ngờ lại không phải. Dục Tú nhìn ra sự thắc mắc của Lâm Tử Lạp. Bà cười rồi nói, cô và Triển Bạch kết hôn không lâu nên có thể không biết tính tình của cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn làm gì thì không ai ngăn cản được. Lần này ông nhà tôi không đồng ý chuyện hủy hôn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lâm Tử Lạp cụp mắt suy nghĩ, khóe môi như có không nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cô và Tông Triển Bạch kết hôn không lâu, thời gian ở chung cũng không dài, nhưng cô trải nghiệm được tác phong làm việc của anh. Ví dụ như chuyện cô về nước lần này, nếu không phải Tông Triển Bạch gây khó dễ thì cô chưa chắc đã trở về. Rất rõ ràng, nếu anh đã muốn làm chuyện gì thì cho dù dùng thủ đoạn nào cũng phải đạt được mục đích. Hôm nay tôi đã làm phiền cô rồi. Tôi đã ra ngoài rất lâu, bây giờ tôi cần phải trở về nhà. Bà Dục Tú đứng lên rồi nói. Lâm Tử Lạp cũng đứng lên. Tôi đưa dì ra ngoài nhé. Dục Tú cười cười cũng không từ chối. Dì đi cẩn thận một chút. Bên ngoài văn phòng có đầy đồ đạc sửa chữa nên mặt đất rất dễ đụng phải. Lâm Tử Lạp mở miệng nhắc nhỏ nói. Bà Dục Tú nhìn về phía Lâm Tử Lạp cười dịu dàng. Bà ta có ấn tượng đầu tiên rất tốt về Lâm Tử Lạp. Tôi hy vọng cô đừng nói chuyện chúng ta gặp nhau cho người khác. Quan hệ của bà ta và Tông Triển Bạch không tốt, cho nên bà không muốn anh ấy biết được rằng bà đã đến đây tìm cô. Nếu anh biết bà ta gặp Lâm Tử Lạp thì sợ là gây hiểu lầm không cần thiết. Tôi biết rồi, dì yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác. Lâm Tử Lạp đồng ý. Hai người đi ra ngoài, tài xế thấy bà ta đi ra nhanh chóng mở cửa xe. Bà chủ, Dục Tú khom người ngồi vào xe, tài xế đóng cửa xe, cửa sổ hạ xuống. Bà ta nhìn Lâm Tử Lạp rồi nói. Tôi chưa từng thấy Triển Bạch quan tâm một người phụ nữ nào khác như cô. Trong lòng tràn đầy vị chua đắng ngọt đang xen lẫn làm cho cô rất mâu thuẫn. Cô biết Tông Triển Bạch thật sự hủy hôn, lại còn bởi vì mình, nếu không có cảm giác thì chính là nói dối. Nhưng cô lại không thể xác định tình cảm của mình với Tông Triển Bạch. Bà Dục Tú còn muốn nói gì đó, nhưng đời đến bên miệng lại thay đổi. Mẹ cậu ấy qua đời sớm, trong lòng không thích tôi. Nếu có thể thì làm phiền cô quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Lâm Tử Lạp mím môi, không dám tùy tiện đồng ý. Quan tâm chăm sóc anh là sao? Ý của bà là... Cho dù anh ấy hủy hôn thì bọn họ cũng không thể nào. Cô thầm nghĩ như thế. Giữa bọn họ có quá nhiều người và nhiều chuyện. Anh ấy có người đã chăm sóc rồi. Anh ấy không cần tôi đâu. Bà yên tâm đi. Lâm Tử Lạp từ chối. Bà Dục Tú thở dài. Dù sao hai người đã ly hôn, muốn tái hợp thì phải có quá trình. Vì thế bà ta chuyển chủ đề cười nói. Được rồi, đúng rồi. Khi nào cửa hàng của cô khai trương thì đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Được, tôi sẽ gửi thiệp mời cho bà. Lâm Tử Lạp cảm ơn. Đi thôi, bà Dục Tú nhàn nhạt nói với tài xế. Vâng, thưa bà chủ. Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Lâm Tử Lạp đứng ở ven đường nhìn xe đã đi xa, có chút không hiểu bà Dục Tú. Cô nghe má Vương nói quan hệ của Tông Triển Bạch và bà ta không tốt. Cô cho rằng mẹ kế của Tông Triển Bạch sẽ giống như Thẩm Thanh Anh, có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác.
Nhưng sau khi cô tiếp xúc với bà ta thì hoàn toàn không giống nhau. Bà ta làm cho người ta cảm thấy rất lịch sự, nhã nhặn, rất có khí chất, không giống như mấy tiểu thư tam điêm dúa lè loạt. Hoàn toàn không giống nhau, gần như xóa bỏ những hiểu biết của cô về kẻ thứ ba. Chị Lâm, Tạ Na đi ra đứng bên cạnh cửa, rồi tò mò hỏi Lâm Tử Lạp, bà ta tìm chị làm gì ạ? Nếu không phải Tông Triển Bạch có thủ đoạn, không có chuyện hủy hôn thì có lẽ lần này bà ta muốn cô và Tông Triển Bạch chia tay. Buồn cười nhất là cô và Tông Triển Bạch không có ở bên nhau, nhưng ở trong mắt người khác thì cô lại là người khiến Tông Triển Bạch hủy hôn. Cô có quá oan uổng hay không? Bà ta nói giấu tất cả mọi người, có lẽ cũng chỉ muốn gặp cô một chút. À, không có gì. Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn Tạ Na, chị mời em ăn cơm nha. À, được á. Tạ Na ôm lấy Lâm Tử Lạp, em mệt chết luôn á, em phải giám sát chuyện sửa chữa, chị không được khao đồ ăn uống, chẳng những chị phải mời em thì còn phải mời em một bữa lớn mới tính là khao đó nha. Vừa nói Tạ Na vừa cười khúc khích, tuy rằng cô ta phàn nàn nhưng trên mặt không có dấu vết oán trách, dáng vẻ rất vui. Có người mời ăn cơm thì cô không thể vui sao được chứ. Lâm Tử Lạp trêu đùa, được rồi, em chọn chỗ đi. Lâm Tử Lạp cho phép Tạ Na chọn nơi cô muốn ăn ở nơi nào. Tạ Na vui vẻ cười, thật sao, chị cho em chọn chỗ hả? Thật. Lâm Tử Lạp cũng cười trả lời, chị mời em ăn cơm, chị còn có thể lừa em nữa sao? Được nha. Tạ Na đưa tay nhỏ chỉ ra khách sạn Khanh Đình cách đó không xa, em muốn ăn ở chỗ đó. Chị không nỡ sao? Tạ Na ôm Lâm Tử Lạp, đặt cầm lên vai cô làm nũng. Chị Lâm, chị không thể keo kiệt như thế đâu. Chị đã đồng ý rồi đó nha. Ừ, chị đồng ý rồi, chị nhất định sẽ làm được. Đi thôi. Cô kiếm tiền không ít, nhưng hai đứa nhỏ nên cô tiết kiệm không chi tiêu lung tung. Trừ khi cô dùng tiền cho con mới không hề keo kiệt, vô cùng hào phóng. Cô lại rất keo kiệt với chính bản thân mình. Lâm Tử Lạp kéo tay Tạ Na. Thôi đi ăn đi, đã trưa rồi. Tạ Na bất ngờ, thật sao? Em chỉ nói đùa một chút thôi mà. Lâm Tử Lạp liền bảo, không sao. Chị đã đồng ý với em rồi, mình đi thôi. Nhưng lúc đèn xanh, Lâm Tử Lạp kéo Tạ Na đi qua đường. Chị Lâm à, em chỉ đùa thôi. Hiện tại Tinh Tuệ và Huệ đang lớn. Chị có nhiều chỗ cần để dùng tiền, không thể tùy tiện lãng phí đâu chị ạ. À. Tạ Na kéo Lâm Tử Lạp muốn quay về. À, em à, một bữa cơm có thể làm chị cháy túi sao chứ? Lâm Tử Lạp kéo tay Tạ Na, đến gần hai tay cô ta nói nhỏ. Thật ra chị cũng chưa từng tiêu xài những chỗ như thế này. Hôm nay chị thả lỏng một lần xem nhà hàng khách sạn 5 sao trong nước và nước ngoài có giống nhau không. Cô đã vào nhà hàng khách sạn 5 sao nhiều lần, nhưng không phải tiêu xài cho mình. Cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng, tham gia hoạt động, xã giao gì đó cũng sẽ tới những chỗ như thế. Em có thể ăn tôm hùm lớn ở châu Úc được không chị? Tạ Na làm nũng với Lâm Tử Lạp. Được, được mà. Lâm Tử Lạp cười nói, lơ đãng ngẩng đầu phát hiện cửa lớn khách sạn có một người phụ nữ khoanh tay trước ngực, ánh mắt u ám nhìn cô. Lâm Tử Lạp còn chưa biết người đó là ai. Cô vội hướng về khuế khách sạn. Hôm nay Hà Kiều Ninh mặc váy liền áo màu hồng cánh sen, đi giày cao gót màu trắng, trên mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc uốn lượn sóng vén qua một bên rủ trước ngực. Hình như cô ta đã sớm nhìn thấy Lâm Tử Lạp nên khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô ở cửa. Lâm Tử Lạp không muốn va chạm với cô ta, không phải cô sợ cô ta mà chỉ không muốn dây dưa nên kéo Tạ Na đi qua chỗ khác. Nhưng Hà Kiều Ninh không muốn buông tha cho cô, nếu không phải vì cô, Tông Triển Bạch sẽ hủy hôn với cô ta sao? Lâm Tử Lạp đi tới, cô ta lập tức chặn đường. Cô có bệnh sao? Cô ta chặn đường mấy lần làm cho Tạ Na nổi giận. Cô mới có bệnh đó. Hà Kiều Ninh trừng mắt nhìn cô ta. Bởi vì tức giận nên khuôn mặt tinh xảo trở nên nhăn nhó. Cô không có bệnh thì tại sao lại chặn đường chúng tôi? Tạ Na cũng trừng mắt với cô. Ai chẳng biết trừng mắt chứ. Hình như bên kia là cô Hà, còn có cô Lâm. Quang Kình lái xe đi ngang qua chỗ này. Nhìn thấy bọn họ tranh chấp ở cửa khách sạn thì dừng xe, nói với người đàn ông ngồi phía sau. Tổng Triển Bạch đang xem tài liệu, trên đùi còn đặt mấy phần tài liệu. Anh mặc màu áo sơ mi màu trắng, áo khoác mở ra, áo sơ mi lỏng lẻo, hai nút áo cao nhất chưa cài được. Lộ ra cổ thon dài và xương quai như ẩn như hiện, nhìn dáng vẻ có chút gấp gáp, vì thế anh mới xem tài liệu trên xe.
Anh nghe Quang Kình nói thì hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía bên kia. Quả nhiên là hai người bọn họ. Tông Triển Bạch liếc mắt nhìn Hà Khiếu Ninh thì ánh mắt sâu thẳm. Anh đóng tài liệu trong tay lại, không định xuống xe, cũng không tiếp tục xem tài liệu. Quang Kình cẩn thận hỏi một câu. Anh không xuống đi xem thử sao? Tông Triển Bạch ném một ánh mắt lạnh lẽo qua đó. Quang Kình biểu môi, không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng. Lâm Tử Lạp kéo tay Tạ Na. Chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Cô muốn chạy à? Không có cửa đâu. Hà Kiều Ninh giang hai tay chắn trước mặt Lâm Tử Lạp. Tổng trưởng Bạch hủy hôn làm cho cô ta vô cùng tức giận. Sao cô ta có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đầu sỏ chứ? Lâm Tử Lạp hoàn toàn lạnh mặt xuống. Tránh ra. Hà Kiều Ninh cười lạnh hai tiếng. Tránh ra. Cô ta nói xong thì vẻ mặt dữ tợn nói tiếp. Lâm Tử Lạp, cô nằm mơ đi. Cô hủy hoại hạnh phúc của tôi, hủy hoại tương lai của tôi. Sao tôi có thể buông tha cho cô chứ? Tôi hận không thể chém cô thành từng mảnh ném cho chó ăn. Sợ là cô ném cho chó thì chó cũng không ăn. Tạ Na không nhìn nổi làm cô ta làm bậy. Trác, Hà Kiều Ninh đưa tay tát vào mặt Tạ Na, chỉ vào mũi cô ta. Cô là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Tạ Na bị đánh đến ngây người, khuôn mặt đau rát. Lâm Tử Lạc nắm chặt tay, máu trong người chảy ngược. Sức lực tập trung ở tay phải, cô tát vào má trái của Hà Kiều Ninh một cái. Trác một tiếng, âm thanh này còn vang hơn lúc nãy. Cô không muốn dây dưa, không có nghĩa là cô quá mềm mỏng. Cô dám đánh Tạ Na, chính là cô đánh tôi đó. Hà Kiều Ninh mở to mắt, không thể tin được Lâm Tử Lạp cũng đánh mình. Cô dám đánh tôi sao? Lâm Tử Lạp nắm chặt tay, vừa rồi cô dùng hết sức. Đừng nói tay, ngay cả cánh tay của cô cũng tê dại. Trên mặt cô vô cùng bình tĩnh. Nước sông không chạm nước giếng, cô đã chọc tôi trước. Cô chủ nhà họ Hà thì rất ghê gớm sao? Mọi người cũng là con người, không ai cao quý hơn ai. Cô đánh người khác thì chắc chắn phải nhận báo ứng. Báo ứng? Cô mới nhận báo ứng? Hà Khuyến Ninh giống nhau như kẻ điên muốn nhào tới. Lâm Tử Lạp, tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô. Sự oán hận trong lòng Hà Khuyến Ninh lập tức dồn lên người Lâm Tử Lạp, không thể ngăn cản được. Cô ta giống như bị điên. Cô có chắc một mình cô có thể đánh hai người chúng tôi không? Lâm Tử Lạp vô cùng bình tĩnh, đứng không nhúc nhích. Không biết Tạ Na tìm một cây gậy lúc nào. Cô ta cầm trong tay như hổ rình mồi nhìn Hà Khiếu Ninh. Chỉ cần cô ta dám hành động thì sẽ đập đầu vào cô ta. Hà Khiếu Ninh dừng chân. Từ khi cô ta vào nhà họ Hà thì có ai còn dám chọc cô ta nữa chứ? Mọi người lấy lòng cô ta, ca ngợi cô ta. Cô ta phải chịu thiệt thòi như thế bao giờ đâu chứ? Cô ta vô cùng tức giận, bởi vì quá mức tức giận nên cơ thể cô ấy run lên. Cô trừng mắt cái gì? Không sợ con ngươi ra khỏi con mắt của cô sao? Tạ Na lắc cái cây gậy, cố ý làm ra tư thế đánh xuống. Hà Khiếu Ninh dọa sợ đến mức hai tay ôm đầu. Đây là phản ứng bản năng của cô ta, nhưng dáng vẻ này lại cực kỳ buồn cười. Ha ha. Tạ Na cười nhạo cô ta. Lâm Tử Lạp, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hà Khiếu Ninh tức giận, gần như điên cuồng hét lên. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô nhớ đó. Ồ, Lâm Tử Lạp cười lạnh một tiếng. Buông tha? Cô ta buông tha lúc nào chứ? Hà Khiếu Ninh, lúc trước cô hại mẹ tôi bị bệnh tâm thần, hại tôi xảy ra tai nạn xe, suýt chút nữa tôi cũng mất mạng. Cô mềm lòng muốn buông tha? Cô vốn do dự. Hà Khiếu Ninh à, cô nghĩ là cô tha cho tôi à? Cô thật quá độc ác mà. Dù sao, Hà Khiếu Thiên rất quan tâm đến đứa em gái này. Nhưng tôi nói cho cô biết, bởi vì Hà Khiếu Thiên nên tôi đã bỏ qua cho cô. Nhưng mà cô đừng có được nước làm tới nha. Thấy dáng vẻ oán hận của cô ta rất sâu, vốn sẽ không buông tay. Cô ta có thể hại mình một lần nữa cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Tử Lạp nghĩ như vậy, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn đụng đến tôi một lần nữa, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Không biết Hà Khiếu Ninh điên lên có thể làm hại đến con của cô hay không. Thoáng một chút, cô cũng lấy làm lo lắng. Lúc này Lâm Tử Lạp đã xác định về vụ tai nạn xe của Đậu Đậu Năm đó là chuyện anh trai anh ta tự sát. Chỉ sợ làm cho Hà Khiếu Ninh chịu sự trừng trị của pháp luật thì cuộc sống của cô mới có thể hoàn toàn yên tĩnh. Hà Khiếu Ninh sửng sốt một chút, khiếp mắt. Cô biết chuyện tai nạn xe năm đó là do tôi làm sao? Đã qua nhiều năm như vậy, vốn không ai biết chuyện năm đó. Không muốn người khác biết, trừ khi thì mình đừng có làm. Lâm Tử Lạp nói từng câu từng chữ. Anh trai tôi nói với cô sao? Cô ta cũng chỉ nói với Hà Khiếu Thiên.
Cô ta cảm giác toàn thế giới phản bội mình. Tông Truyện Bạch không cần cô ta, ngay cả anh trai thương yêu cô ta nhất cũng nói ra bí mật cho cô ta. Lâm Tử Lạp đột nhiên giật mình. Hà Khiếu Thiên biết chuyện tai nạn xe năm đó là do cô ta làm sao? Nhưng anh ta đã chưa bao giờ nói chuyện này với cô. Vì em gái của anh ta mà anh ta đã cố ý làm vậy với cô sao? Lâm Tử Lạp đột nhiên nghĩ đến sự khác thường của Hà Khiếu Thiên ngày đó. Anh ta nói nếu sau này em phát hiện anh không tốt như vậy, em có chán ghét anh không? Câu hỏi đó vẫn còn in trong đầu của cô. Chẳng lẽ ngày đó anh ta đầy tâm sự là vì chuyện này? Lâm Tử Lạp im lặng. Trong mắt Hà Kiều Ninh chính là cô ngầm thừa nhận. Ha ha ha, ha ha. Hà Kiều Ninh điên cuồng cười ha ha, nước mắt cũng chảy ra, là giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Cô ta cho rằng Hà Kiều Thiên thật lòng đối xử với mình. Cô ta không ngờ mình cũng không bằng người phụ nữ này, ngay cả anh trai của mình cũng phản bội mình. Rốt cuộc chẳng có ai tốt với cô ta. Vì sao? Vì sao ai cũng phản bội cô? Hà Kiều Ninh hét lớn. Tạ Na nhìn dáng vẻ của Hà Khiếu Ninh thì dọa sợ, nhỏ giọng nói, chị Lâm, con nhỏ này nó bị điên rồi. Lâm Tử Lạp lắc đầu. Lâm Tử Lạp? Hà Khiếu Ninh bỗng nhiên ngừng cười, nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp, trong mắt đầy ác độc nhìn cô, cũng càng nham hiểm. Lâm Tử Lạp, mày chờ xem, hiện tại cô ta là cô chủ nhà họ Hà, còn sợ không có cơ hội giết chết cô sao? Trước kia có, sau này cũng sẽ có. Tôi sẽ chờ. Lâm Tử Lạp đứng thẳng lên, khí thế không thua kém Hà Khiếu Ninh. Hà Khiếu Ninh biết tiếp tục ồn ào cũng không chiếm được tiện nghi, chỉ có thể đi trước rồi tính toán sau. Cô ta đã quá chủ quan, đánh giá thấp Lâm Tử Lạp rồi. Vì thế cô ta mới rơi vào kết cục chật vật như vậy. Cô ta đi xuống bậc thang, lúc cô ta định đi lấy xe thì thấy người đàn ông đi tới. Ánh mắt của cô ta lập tức sáng lên, chạy đến bên cạnh. Anh Bạch! Anh Bạch! Tông Truyện Bạch nhìn thấy Hà Khiếu Ninh gần như điên cuồng mà chạy qua đó, vươn hai cánh tay ra muốn ôm anh. Tông Truyện Bạch né người ra, tốc độ của cô ta quá nhanh, sau khi vồ hụt thì cũng không kịp thu chân lại, loạn choạng về phía trước vài bước, cổ chân trẹo một cái. A! Một tiếng thất thanh, chân chợt mềm nhũn ngã xuống. Quan Kình đứng ở một bên, có cơ hội đỡ lấy cô ta, nhưng không có vươn tay ra. Trước đây khi chưa thành người nhà họ Hà, cô ta đối với Quan Kình còn một chút nịnh nọt, dù sao Quan Kình cũng là người mà Tông Truyện Bạch tín nhiệm. Cô ta nguyện ý phí chút tâm tư lên người Quan Kình. Nhưng kể từ sau khi vào nhà họ Hà, trở thành thiên kim nhà họ Hà, liền ba lần bốn lượt làm giá trước mặt Quan Kình. Trong lòng Quan Kình cũng khó chịu, không còn thích cô ta như trước nữa. Bây giờ cô ta là thiên kim đại tiểu thư rồi, anh ta chỉ là một trợ lý, không phải người cùng một thế giới. Hà Kiều Ninh ngã xuống đất, đầu gối rách cả da, đầu tóc đã tốn công làm cũng bị rối loạn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tông Truyện Bạch. Truyện Bạch! Cô ta không chịu nổi sự lạnh nhạt và hờ hững của anh. Anh đã từng thương yêu cô ta, bây giờ thái độ của anh khiến cho cô ta có loại cảm giác thất bại như từ trên mây rơi xuống địa ngục. Cô ta không chấp nhận được, run rẩy mà nhìn người đàn ông đứng đó. Cô hét lên, Truyện Bạch! Nước mắt xoay vòng trong đôi mắt cô ta, ủy khuất, nịnh nọt. Tông Truyện Bạch đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm xuống, vươn tay vén sợi tóc rối bù che ở bên má cô ta ra, nhìn kỹ vào gương mặt cô ta, dường như muốn thông qua ngũ quan của cô ta, thăm dò vào lòng dạ của cô ta. Truyện Bạch à, đừng gọi tôi. Anh cắt ngang xưng hô của Hà Khiếu Ninh đối với anh. Hà Khiếu Ninh kinh ngạc, có chút không chấp nhận sự thật này. Cô rốt cuộc đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Thanh âm của anh cực kỳ thấp, giọng anh như đang đè nén cái gì đó. Đầu não Hà Khiếu Ninh xoay chuyển hàng ngàn vòng, như một thước phim đang chiếu lại, đang suy nghĩ xem ý của câu nói của Tông Truyện Bạch là gì. Đột nhiên đôi đồng tử của cô ta co lại. Anh nghe thấy lời đối thoại của cô ta với Lâm Tử Lạp rồi sao? Em không có. Cô ta lập tức phủ nhận. Không có cái gì? Tông Truyện Bạch cười lạnh. Trước đây cô ta cứu anh, đối với cô ta anh có sự tín nhiệm. Phát hiện tâm tư nhỏ của cô ta rồi thì cũng có đi truy cứu qua. Có rất nhiều chuyện anh cũng muốn đi truy cứu, ít nhất cũng có chút tình nghĩa. Nhưng cô ta luôn có thể làm mới sự nhận thức của anh đối với cô ta. Sự lừa gạt tự biên tự diễn, ngay cả vụ tai nạn xe năm đó của Lâm Tử Lạp cũng là thủ đoạn của cô ta. Trước đây anh đã xem thường cô ta rồi, tưởng cô ta chỉ là chút tâm tư nhỏ. Không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác như vậy. Em không có hại Lâm Tử Lạp.
Cô ta nói bậy cho em đó. Hà Khiếu Ninh lẩm bẩm, rồi rơi đầy mặt, vươn tay lắm lấy cánh tay của Tông Triển Bạch. Triển Bạch, anh phải tin em chứ. Ánh mắt anh rơi trên mặt cô ta, ngừng lại vài giây, khóe môi băng lạnh mím lại thành một đường thẳng, không có mở miệng nói chuyện mà kéo tay của cô ta. Hà Kiều Ninh không muốn buông ra, nhưng sức lực của Tông Triển Bạch quá lớn, cô ta gần như không có chỗ để giãy giụa, dễ dàng mà bị kéo ra. Triển Bạch, Hà Kiều Ninh ôm lấy chân của anh, em thật sự không có, anh tin em đi, nếu như có sai cũng là bởi vì em yêu anh, không lẽ yêu anh cũng là sai sao? Ha ha, Tông Triển Bạch cười lạnh một tiếng như đang cười nhạo bản thân mình. Âm thanh rất nhẹ. Cô không sai, người sai là tôi, bởi vì tôi đã quá tin cô. Không nên xem trách nhiệm là tình yêu. Không phải, không phải đâu. Hà Kiều Ninh liều mạng mà lắc đầu. Anh không sai, em cũng không sai, người sai là cô ta. Cô ta quay đầu qua, phẫn nộ mà chỉ vào Lâm Tử Lạp ở trên bậc thang. Đều tại cô ta chính là người thứ rẻ tiền. Cô mới là. Tạ Na muốn đáp trả lại, bị Lâm Tử Lạp kéo lại, cãi nhau là điều không cần thiết. Bây giờ điều cô ta sợ nhất chẳng qua là sợ mất đi Tông Triển Bạch. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Tông Triển Bạch chính là đầu của cô ta. Lâm Tử Lạp dẫm lên đôi giày cao gót, sải bước đi xuống bậc thang. Từng bước đi về phía Tông Triển Bạch, cô vướng tay vén sợi tóc qua tai, đôi mắt xinh đẹp, đưa tay đặt trên vai của Tông Triển Bạch, dịu giọng nói một tiếng. Ông xã... Lâm Tử Lạp cảm thấy muốn nôn, cái xưng hô này thật là chả dễ chịu chút nào. Dù sao giấy ly hôn vẫn chưa làm xong, cô kêu như vậy cũng không phải là kêu tầm bậy mà. Chủ yếu là có thể làm cho Hà Kiều Ninh tức chết. Nhìn đi, khuôn mặt Hà Kiều Ninh tức đến đỏ bừng, thật giống con tôm bị luộc chín. Tông Triển Bạch khẽ rũ mắt nhìn xuống, nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình của Lâm Tử Lạp. Cánh tay cô thon thả, làn da trắng ngần, cách gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ cả lông tơ bé nhỏ trên cánh tay của cô. Lần đầu tiên, Lâm Tử Lạp chủ động đến tiến gần anh, còn xưng hô thân mật như vậy nữa. Đáy lòng anh vậy mà lại tuôn ra vài phần vui mừng. Anh không ghét Lâm Tử Lạp gọi anh như vậy. Anh biết cô đang cố ý, nhưng không có đẩy ra, để mặc cô dựa vào mình. Cô bớt giác vàng lên mặt mình ở trước mặt cô đi. Hà Khiếu Ninh bị câu ông xã của Lâm Tử Lạp chọc tức hoàn toàn rồi. Bỏ giày định đi đánh Lâm Tử Lạp. Ả phụ nữ rẻ tiền nhà cô không được đụng vào anh Bạch. Tay của cô ta sắp rơi xuống thì bị Tông Triển Bạch túm lấy cô ta. Ánh mắt giao nhau, Hà Khiếu Ninh bị sự băng lạnh trong ánh mắt của anh làm sững sờ. Cô chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tông Triển Bạch như bây giờ. Em... Quang Kình. Tông Triển Bạch hất tay cô ta ra. Quang Kình hiểu ý, tiến lên trước kéo lấy cô ta. Hà Khiếu Ninh làm gì cam tâm để Quang Kình kéo ly. Nhìn Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch thân cận như vậy, Quang Kình, anh buông tôi ra. Hà Khiếu Ninh không màng gì đến nữa, chỉ muốn hất tay của Quang Kình ra. Cô ta nhìn Lâm Tử Lạp rồi hét lên, cô không được đụng vào anh ấy là của tôi. Ai cũng không được đụng vào. Cô Hà, cô đây là không cần mặt mũi nữa rồi. Quang Kình cau mày. Quang Kình, anh là cái thá gì chứ, quản được tôi sao? Cô ta lên giọng gào lên. Tông Triển Bạch lười quan tâm, nhàn nhạt mà dặn dò một tiếng. Cậu xử lý đi, rồi kéo tay Lâm Tử Lạp đi. Triển Bạch, Triển Bạch. Thấy Tông Triển Bạch muốn đi, Hà Kiều Ninh hoàn toàn hoảng loạn, đấm tay đá chân với Quang Kình. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Sức lực trên tay của Quang Kình không hề buông lỏng, ngay cả nhúc nhích một cái cũng không. Cô Hà, cô bình tĩnh chút đi. Cô và tổng giám đốc đã hủy hôn rồi mà. Tình cảm của tôi và Bạch, anh biết cái gì chứ? Cho dù hủy hôn, anh ấy cũng vẫn yêu tôi. Quang Kình cảm thấy cô thao ta thật buồn cười. Yêu cô à? Cô à, cô nên bình tĩnh lại một chút. Quang Kình khuyên bảo cô ta, anh là một người ngoài cuộc, cũng có thể nhìn ra được mấy năm nay Tông Triển Bạch đã từng yêu tôi mà. Đối với tôi, chẳng qua. Anh có hiểu chưa? Cô ta điên cuồng hét lên. Nhưng Quang Kình hiểu rõ, đối với cô ta chẳng qua là vì chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó và cả tình nghĩa lúc nhỏ cô ta đã cứu anh. Yêu sao? Quang Kình hỏi lại cô. Cô đừng nói nữa. Cô ta hét lên, đồ điên. Anh là đồ điên, anh là chó, con chó giữ cửa biết sủa của Tông Triển Bạch nuôi ở bên cạnh. Sắc mặt Quang Kình trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Đúng. Làm gì tôn quý như cô, thiên kim nhà họ Hà.
Quan Kình vừa nói vừa cười. Một người sao có thể vì thân phận thay đổi mà ngay cả tính cách cũng đổi thay vậy? Không đúng, cô ta vốn dĩ là người như vậy, chỉ là trước đây đã che giấu bản thân sự thật của mình lại thôi, bây giờ chẳng qua là đã lộ ra bản tính rồi. Tục ngữ nói rất hay, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhìn thấy Tông Truyện Bạch kéo tay Lâm Tử Lạp lên xe, Quan Kình buông Hà Khiếu Ninh ra, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Tổng giáo đốc Tông không thích người phụ nữ như cô đâu. Hà Khiếu Ninh tức đến phát run, nhìn Quan Kình muốn đi liền xông lên túm lấy Quan Kình cắn một phát. Quan Kình rên lên một tiếng, đau! Nhấc chân đá người phụ nữ điên này ra, cô mới là con chó điên biết cắn người. Quan Kình nhìn mu bàn tay sắp bị cắn đến chảy máu, mắng người phụ nữ bị anh ta đá ngã xuống đất kia, quay người rời khỏi đi. Hà Kiều Ninh nằm sấp trên mặt đất, hai tay nắm lại thành nắm đấm, nỗi nhục này hôm nay cô nhất định sẽ đòi lại. Anh buông tôi ra. Lâm Tử Lạp bị kéo đi hoảng loạn, vừa nãy cô chỉ là cố ý muốn khiêu khích Hà Kiều Ninh mà thôi. Tông Triển Bạch không trả lời, chỉ là cưỡng ép nhét cô vào trong xe, nhưng Lâm Tử Lạp không có an phận. Tông Triển Bạch túm lấy đôi bàn tay của cô. Em yên tĩnh một chút có được không? Lâm Tử Lạp vặn vẹo cô thể, muốn thoát khỏi gông xiềng của anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Lâm Tử Lạp nhìn anh, Tông Triển Bạch sát cơ thể đến gần. Cô bất giác mà xê xích ra đằng sau, là lưng ghế không có nhiều không gian cho cô. Rất nhanh thì lòng ngực vững chắc của anh đã đè lên người của cô, gần như là kiếm kẻ, toàn thân cứng nhắc không dám nhúc nhích. Tông Triển Bạch vén một lọn tóc qua tai của cô, khóe môi sáp gần đến mờ má của cô, ngữ khí trầm thấp, mang tiếng ngân nga mà nói. Cô lợi dụng tôi xong liền muốn đi sao? Không cần cho thù lao sao? Lúc này, Lâm Tử Lạp có chút hối hận đã lợi dụng Tông Triển Bạch đi báo thù Hà Khiếu Ninh rồi. Tông Triển Bạch khẽ xê cơ thể ra một chút, cài dây an toàn cho cô. Cả quá trình, Lâm Tử Lạp không dám phản kháng nữa. Bởi vì đích thực là cô đã lợi dụng anh mà. Tông Triển Bạch thu người lại, khởi động xe, lái xe rời khỏi chỗ này. Lâm Tử Lạp dựa vào cửa sổ, trong lòng tầm trưa một hồi mới mở miệng nói. Hồi nãy đã lợi dụng anh mà chưa có sự đồng ý của anh, là sự đường đột của tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Tông Triển Bạch rất muốn gào với cô một tiếng. Anh rất thiếu tiền sao? Tôi không cần tiền. Lâm Tử Lạp không điềm tĩnh nữa. Vậy thì anh muốn cái gì chứ? Anh nghiêng người nhìn vào cô, ánh mắt thẳng thừng. Đôi con người màu đen mang theo sắc màu ôn nhu, còn có thêm vài phần trầm tư. Hay là nợ nhân tình, lấy cơ thể trả đi. Lâm Tử Lạp bây giờ chỉ có một suy nghĩ, mau mau rời khỏi anh. Trước đây sao cô không phát hiện, anh không biết xấu hổ như vậy chứ. Anh quả thiệt là lưu manh mà. Tông Triển Bạch cười, ánh mắt liếc qua khóe mắt cô. Có phải đang mắng tôi trong lòng không? Sắc mặt Lâm Tử Lạp chợt căng cứng lại. Hồi nãy cô đã nói ra suy nghĩ trong mịt lòng mình rồi sao? Anh nghe thấy rồi ư? Cô ta lắp ba lắp bắp mà mở miệng giải thích. Không, tôi không có mắng anh. Tông Triển Bạch nhếch khóe môi lên, không có trả lời. Lâm Tử Lạp chột dạ, cẩn thận dè dặt mà dời chủ đề. Bây giờ chúng ta đi đâu chứ? Tôi đói rồi. Anh nhìn về phía trước, khắp người Lâm Tử Lạp đổ đầy mồ hôi, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Cứ cảm thấy mình có nói gì cũng đều sẽ bị anh xuyên tạc. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tông Triển Bạch nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cứ cảm thấy sắc mặt cô không đúng lắm, mà sau đó anh giống như là hiểu ra, khẽ cười một tiếng. Không có ăn cơm, muốn ăn em thôi. Nói xong, anh lại nói, tôi đùa thôi. Tôi không có muốn ăn em, tôi chỉ muốn ăn cơm. Mặt của Lâm Tử Lạp lúc đó bừng lên, hồi nãy cô nghĩ bậy rồi. Nghĩ bậy thì cũng thôi đi, còn bị người ta nhìn ra nữa, mất mặt, mất đến Thái Bình Dương rồi. Cô cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Ánh mắt Tông Truyện Bạch rơi trên bờ má ửng hồng của cô, khóe môi cong lên. Rất nhanh, anh đã ngừng xe ở một cửa nhà hàng. Lâm Tử Lạp thông qua cửa sổ xe nhìn một cái, một nhà hàng Trung. Cô cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xe đi xuống. Tông Truyện Bạch đứng ở đầu xe đợi cô. Nhà hàng này không tệ đâu. Lâm Tử Lạp nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt cũng không dám rơi trên người anh. Dường như lại nghĩ ra cái gì đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Bữa nay tôi mời anh nha. Tông Triển Bạch đi tới, cánh tay đặt trên vai cô, học theo tư thế của cô, ám muội mà nói. Chỉ một bữa cơm cũng muốn tống cổ tôi đi sao? Hơi thở khi anh nói chuyện
thổi bay mái tóc bên tai của cô, giống như là đang trêu ghẹo cô. Lâm Tử Lạp khẽ nghiêng mặt qua, trong lòng hối hận. Nếu như sớm biết kết quả, cô tuyệt đối sẽ không vì báo thù Hà Khiếu Ninh mà đi chọc vào anh đâu. Cô có cảm giác như mình tự lấy đập đá chân vào mình vậy. Đã chọc Hà Khiếu Ninh tức điên không nhẹ. Nhưng bản thân cô thì sao? Đến độ bị anh trêu ghẹo, mượn danh nghĩa của anh mà thôi, một bữa cơm là đủ rồi. Lâm Tử Lạp hạ vai xuống, không có chỗ chống đỡ. Tông Truyện Bạch không thể không đặt cánh tay xuống. Đi thôi. Lâm Tử Lạp sải bước đi vào trong trước. Cô phát hiện mình ở trước mặt của Tông Truyện Bạch, luôn là ở bên bị động. Cô không thể mãi như vậy được. Nếu không bị anh bám mãi chuyện này thì đừng hòng xong. Cô cần phải cướp lại quyền chủ động. Tông Truyện Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai đó, sờ sờ vào môi, mỉm cười. Đi vào nhà hàng, Lâm Tử Lạp chọn một chỗ sát cửa sổ, ngồi xuống. Tông Truyện Bạch không nhanh không chậm mà đi vào, ngồi ở đối diện với Lâm Tử Lạp. Nhân viên phục vụ đem menu tới. Lâm Tử Lạp nhận lấy rồi đưa cho Tông Truyện Bạch. Tôi chưa đến đây qua, không biết có món gì đặc sản. Anh chọn đi. Tông Truyện Bạch nhìn cô một cái, biết cô có chủ ý gì, nhưng không có vạch trần mà nhận lấy menu, chọn vài món đặc sản ở đây rồi nó gấp menu lại. Ok, cứ như vậy đi. Nhân viên phục vụ nhận lấy menu. Dạ được, xin đợi một chút, sẽ lên món nhanh nhất có thể cho ngài ạ. Nhân viên phục vụ lui xuống. Sau đó trong thời gian đợi đồ ăn, Tông Truyện Bạch một tay đỡ trán, ánh mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp bị nhìn đến mất tự nhiên, vươn tay sờ sờ mặt. Trên mặt tôi có thứ gì sao? Không có. Vậy thì anh nhìn cái gì? Đẹp. Lâm Tử Lạp né ánh mắt anh. Xàm quá. Không bao lâu, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Quả thực là đồ ăn đặc sản. Những món ăn mà Lâm Tử Lạp chưa ăn qua, nhìn rất là ngon mắt, không biết mùi vị thế nào. Tông Truyện Bạch múc cho cô một chén canh. Cô nếm thử cái này đi, ngon lắm. Không nhìn thấy trong canh có nguyên liệu gì, chỉ là màu trắng đặc sệt, ngửi có mùi hương thanh thanh. Vốn dĩ muốn đi ăn cùng với Tạ Na, kết quả gặp phải Hà Khiếu Ninh, lỡ đi không ít thời gian, lúc này bụng cô thật sự rất đói rồi. Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi canh rất là muốn ăn, cô múc một muỗng bỏ vào miệng mình, rất tươi, cảm giác rất trơn. Ngon không? Tông Truyện Bạch nhìn biểu cảm của cô, Lâm Tử Lạp gật đầu, rất ngon. Mùi vị quả thực không tồi. Còn cái này nữa, Tông Truyện Bạch gấp một miếng chả tôm đặt vào đĩa của cô. Lâm Tử Lạp rủ mắt xuống, uống canh. Cô không thích ứng được lòng tốt và sự quan tâm của Tông Truyện Bạch. Cô mất đi sự thèm ăn, nội tâm bâng khuân. Tại sao lại hủy hôn? Thật sự như Dục Tú nói, vì cô sao? Tông Truyện Bạch uống ngụm nước. Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn anh. Tôi muốn biết. Tông Truyện Bạch chậm rãi đặt ly nước xuống, nhìn cô một cái. Không hợp lý thì hủy thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy chứ. Có mong đợi thì sẽ thất vọng, quả nhiên. Sao có thể là vì cô chứ? Cô cười tự giễu một mình, cười sự tâm hoang tưởng của mình. Cười, rõ ràng biết không thể, còn muốn trông đợi nữa chứ. Cô Hà ở bên anh như vậy lâu rồi, nói vứt bỏ là vứt bỏ thật sao? Anh thật là vô tình mà. Tông Truyện Bạch nhai chả tôm trong miệng, từng chút, anh đặt đũa xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó. Qua một hồi, anh mới chậm rãi mở miệng hỏi. Em mới gọi tôi là cái gì? Anh Tông. Lâm Tử Lạp gần như là theo bản năng mà trả lời. Anh nghiêm túc mà đánh giá. Tôi không thích cái xưng hô này, đừng có gọi tôi như vậy nữa. Vậy Tổng Giám Đốc nha. Lâm Tử Lạp đổi một cái tên khác, cũng không được. Anh lại gấp một miếng chả tôm như ngọc trắng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, khóe mắt khẽ nhúc nhích. Tôi cảm thấy tôi thích em gọi tôi bằng ông xã. Nói xong, anh nhìn Lâm Tử Lạp cười cười. Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Bây giờ em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi. Lâm Tử Lạp nghĩ nghĩ một hồi. Tôi muốn về nhà. Cửa hàng làm chưa tốt, cô vẫn còn công việc cần xử lý. Còn là nhận từ nước Ả Rập nữa. Cô đã hứa hẹn với vị khách đặt làm áo cưới xem xong bản thiết kế rồi. Sau đó sẽ dựa trên biểu dáng chất liệu cô ấy lựa chọn để may thành váy. Nghe Lâm Tử Lạp nhắc đến chữ nhà, Tông Truyện Bạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt trào phúng. Con trai em đến ba cũng không có, vậy mà cũng có thể gọi là nhà. Lâm Tử Lạp muốn phản bác một câu, nó còn chưa có à, nhưng lời đến bên miệng rồi lại bị nuốt xuống.
Cô Như phản bác, không biết anh nói ra những lời như thế nào nữa, liền nghiêng đầu trường anh một cái, sau đó xoay người ngồi vào trong xe. Tòng Trưởng Bạch cười nhạt. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí bức bối đến khó hiểu. Lâm Tử Lạp dựa người lên cánh cửa xe, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kỹ thuật diễn của cô không cao, Tòng Trưởng Bạch chỉ vừa liếc mắt đã biết, nhưng không vạch trần cô. Qua khoảng 20 phút, Lâm Tử Lạp lại vờ như vừa mới tỉnh, từ từ mở mắt ra. Cô đã tính toán kỹ thời gian rồi. Vừa đúng lúc đó ô tô đến khu tiểu khu. Cô dụi dụi mắt, đẩy cửa ra, bước xe xuống. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tòng Trưởng Bạch ngã người ra sau, tay tùy ý đặt trên vô lăng. Lời cảm ơn của em chẳng có chút thành ý gì cả. Động tác đóng xe của Lâm Tử Lạp khựng lại. Anh nói là vậy là ý gì chứ? Nếu muốn cảm ơn tôi thì không phải nên mời tôi lên nhà uống trà cả. Khóe môi anh nhiễm mấy phần cười cười, bộ dạng trêu đùa. Lâm Tử Lạp chính là đối tượng trêu đùa của anh. Lâm Tử Lạp đóng cửa đánh sầm một tiếng, lạnh lùng nói, mời anh ăn cơm là đã đủ biểu đạt thành ý của tôi rồi. Thái độ của Lâm Tinh Tuyệt với anh rất thù địch. Nếu để bà Trang Kha Nguyệt trông thấy, bà nhất định sẽ không vui. Cô bị điên mới để anh bước vào nhà mình, nghĩ như thế. Cô định vội quay đi. Lâm Tinh Huệ cắn ngón tay, mở to đôi mắt tròn xe nhìn mình, nhìn Lâm Tử Lạp đứng ở ven đường. Kia là mẹ à? Lâm Tinh Tuyệt còn đang nghĩ phải làm thế nào mới lấy được lại được máy tính bảng cùng đồng hồ thông minh từ chỗ Lâm Tử Lạp. Nghe em gái nói, quay lại nhìn cô bé. Mẹ ở đâu cơ? Lâm Huệ Tinh chỉ về phía cổng tiểu khu. Lâm Tinh Tuyệt nhìn qua, liền trông thấy Lâm Tử Lạp đứng bên vệ đường nói chuyện với ai đó. Khuôn mặt kia, sao lại quen thế nhỉ? Rất nhanh, nó đã nhận ra người đàn ông đang nói chuyện với mẹ của nó là kẻ phụ bạc. Sao mẹ còn ở cùng chỗ với một ông ta chứ? Lâm Tinh Tuyệt xị mặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hai người họ. Lâm Huệ Tinh kéo tay cậu. Anh ơi, anh làm sao thế? Lâm Tinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Huệ này, có trông thấy cái người ở trong xe kia không? Lâm Huệ Tinh thành thực gật đầu. Dạ có thấy à? Ông ta là ba của chúng ta đấy. Lâm Tinh Tuyệt siết chặt nắm tay nhỏ. Chồng trước của mẹ đương nhiên chính là ba của chúng rồi. Lâm Huệ Tinh chớp mắt. Trong thế giới của cô bé trước giờ chưa từng xuất hiện danh xưng ba này. Trước giờ cô bé chỉ nghe những bạn nhỏ khác gọi ba thôi, chứ bản thân chưa từng được gọi ba bao giờ. Tự nhiên nghe anh trai nói mình có ba, cô liền hưng phấn không chịu được, lập tức muốn chạy về phía đó. Ba! Lâm Tinh Tuyệt nhanh tay giữ cô bé lại, che kín miệng bẹt cô bé. Lâm Huệ Tinh giãy giụa, em muốn tới chỗ ba. Tâm tư cô bé không sâu sắc như Lâm Tinh Tuyệt. Vừa nghe đến ba của mình, cô bé liền muốn chạy tới nhìn thử, xem ba mình rốt cuộc trông như thế nào. Ông ta không phải là ba của chúng ta. Lâm Tinh Tuyệt kiên định nói. Hả? Đầu óc Lâm Huệ Tinh hoảng lên hết. Một hồi phải, một hồi không phải. Rốt cuộc là phải hay không phải vậy? Cô nhìn anh của mình rồi nói. Vậy ông ta là ai? Như thể đang hỏi. Ông ta đúng là ba của chúng ta, nhưng ông ta đã vứt bỏ mẹ con chúng ta. Chúng ta không thể nhận ông ta là ba nữa, em hiểu không? Lâm Huệ Tinh nghe không hiểu, hàng mi dài nhấp nháy, ngơ ngác nói. Rốt cuộc có phải là ba không? Em muốn ba mà. Lâm Tinh Tuyệt ôm lấy em gái. Anh nhất định sẽ tìm cho chúng ta một người ba tốt, tìm cho mẹ một người đàn ông tốt. Lâm Huệ Tinh, cô bé không hiểu, nhìn chằm chằm chỗ cách không xa, chỉ có thể thấy được mặt nghiêng của người đàn ông, trong lòng nghĩ, kia có phải là ba mình không? Ông ấy trông thế nào nhỉ? Anh từng gặp ba rồi à? Cô hỏi Lâm Tinh Tuyệt. Gặp rồi. Lâm Tinh Tuyệt gật đầu. Ba có đẹp không? Lâm Huệ Tinh hỏi. Thật muốn chạy qua đó nhìn thử xem. Lâm Tinh Tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng Tông Triển Bạch quả thực rất đẹp trai. Đây cũng chính là điều khiến nó phiền lòng. Rốt cuộc phải đi đâu mới tìm được người đẹp trai hơn ông ta chứ? Đẹp. Lâm Huệ Tinh càng thêm ao ước. Bà lấy rồi đến đây. Trang Kha Nguyệt cầm cái ô gấp trong tay đi ra. Hôm nay bà định dẫn hai đứa nhỏ tới viện Hải Dương học. Xuống dưới lầu mới nhớ ra, nghe nói chiều nay 3 giờ sẽ có mưa. Bà liền quay lên lấy ô. Ba ngoái. Lâm Huệ Tinh hơi ấm ức. Anh trai đã được gặp ba rồi, thế mà con chưa được gặp. Vậy tới bao giờ con mới được gặp ba chứ? Cô bé cảm thấy oan ức. Khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thử xem bộ dạng ba thế nào, thế mà anh trai lại không cho cô bé xem. Đáng ghét. Sao thế? Bà Trang Kha Nguyệt bế cô bé lên. Anh ơi! Lâm Huệ Tinh vừa nói ra miệng đã nghe Lâm
Thanh Tuyệt hô: "Mẹ!" Sau đó lời cô bé muốn nói liền bị cắt ngang. Lâm Tử Lạp đã bước đến đây, thấy Trang Kha Nguyệt đeo túi trên người liền hỏi: "Mẹ định ra ngoài à? Mẹ muốn dẫn tụi nhỏ tới viện Hải Dương học, cứ ở nhà mãi cũng không tốt." Lâm Tử Lạp vươn tay đón lấy cô gái: "Mẹ đi bằng gì? Ngồi tàu điện ngầm sao? Đi tàu điện ngầm mà dẫn theo hai đứa nhỏ thế này thì không tiện chút nào." Bà Trang Kha Nguyệt nói: "Gọi taxi thôi, chứ đi tàu điện ngầm mà còn phải chuyển bến mà dẫn theo hai đứa nhỏ thì không tiện lắm đâu." Lâm Tử Lạp đi đến về đường: "Con không đi cùng mấy bà cháu được, con còn công việc phải làm. Đợi có thời gian, con sẽ đi mua một chiếc xe, như vậy lúc ra ngoài sẽ thuận tiện hơn mẹ nhé." "Con cứ lo làm việc đi, mẹ lo cho hai đứa nhỏ được rồi." Bà Trang Kha Nguyệt vươn tay qua bế Lâm Huệ Tinh. Lâm Huệ Tinh không để Trang Kha Nguyệt bế, cũng không biết cô bé làm sao mà lại có vẻ thật ấm ức, cứ ôm lấy chặt cô Lâm Tử Lập không buông, giọng mềm nhũn: "Mẹ ơi, sao thế con?" Lâm Tử Lạp nhìn con gái, xoa xoa đầu cô bé: "Muốn mẹ đi cùng con hả?" Lâm Lệ Tinh lắc đầu: "Không phải, anh nói là..." "Huệ, không phải em muốn xem cá heo biểu diễn à? Còn không đi thì sẽ không kịp xem đâu đấy. Anh đã hứa sẽ dùng tiền mừng tuổi mua cho em một cái gối ôm bằng hình con cá heo kìa. Em còn muốn đi nữa không?" Lâm Tinh Tuyệt cố ý ngắt lời em gái. Nói không muốn là để Lâm Tử Lạp biết rằng mình đã biết ba của mình là ai. "Mẹ không nói chắc chắn là vì không muốn để cho chúng biết." Lâm Huệ Tinh nhìn chầm chầm anh trai: "Anh sẽ mua cho em thật à?" Lâm Huệ Tinh ngây thơ, chốc lát đã bị Lâm Tinh Tuyệt dời sự chú ý: "Thật." Lâm Tinh Tuyệt nói như đinh đóng cột: "Thế thì em muốn cả kẹo mút nữa." Lâm Huệ Tinh hiếp mắt cười. Lâm Tinh Tuyệt nhìn về phía Lâm Tử Lạp: "Cái này thì em hỏi mẹ đi, xem mẹ có cho em ăn không đã." Lâm Huệ Tinh biểu môi nhỏ: "Mẹ lúc nào cũng nói là ăn kẹo không tốt cho răng, mẹ nhất định sẽ không cho cô bé ăn rồi." Bé con lại một lần nữa cảm thấy ấm ức. Lâm Tử Lạp hôn hôn má con gái: "Hôm nay mẹ cho phép con ăn một cây đó." Hai mắt Lâm Huệ Tinh lập tức phát sáng: "Thật hả mẹ?" "Thật." Lâm Tử Lạp đáp một cách chắc chắn: "Mẹ, vậy con cũng được ăn một cây không ạ?" Lâm Tinh Tuyệt ngửa đầu hỏi: "Được." Lâm Tử Lạp xổm xuống ôm con trai mình và hôn lên tóc của nó. Hai tên nhóc con nghe thấy có kẹo ăn đều trở nên ngoan ngoãn. Bà Trang Kha Nguyệt dẫn chúng tới viện Hải Dương học. Lâm Tử Lạp thì quay về nhà làm việc. Hà Khiếu Ninh đầy lòng căm phẫn trở về nhà. Hà Khiếu Thiên đã không còn tới bệnh viện làm việc nữa, mà giờ đi theo Hà Khiếu hành học kinh doanh. Nếu không phải căn cơ của công ty nhà họ vững chắc, thì đã sợ lụng bại rồi. Nhà họ Hà đến đời Hà Khiếu Thiên, được cả hai anh em đều không có đầu óc kinh doanh. Hà Khiếu Thiên chỉ thích làm bác sĩ, Hà Khiếu Hành tốt hơn một chút, đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cũng xem như có chút năng lực. Nhưng muốn đưa nhà họ Hà trở về thời huy hoàng trước kia thì lại có chút khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Trông thấy em gái hai mắt đỏ bừng, Hà Khiếu Thiên bỏ tài liệu đưa anh trai cho mình, rồi đứng dậy khỏi sofa. "Em, đây là chuyện gì?" Hà Khiếu Ninh nhìn là Hà Khiếu Thiên, đôi mắt cô ấy giận dữ, nghĩ đến việc anh bán đứng mình. Hà Khiếu Ninh trong lòng rất hận. Sự thương yêu của anh đều là giả hay sao? Tại sao muốn bán đứng tôi chứ? Hà Khiếu Ninh đứng ở cửa run rẩy. Hà Khiếu Thiên đi tới nhìn thấy trên đầu gối của cô ta có vết thương, lông mày nhíu lại. "Em đánh nhau với người khác hả? Nếu không có sao thể biến thành bộ dạng như thế này chứ?" Hà Khiếu Ninh lắc đầu. Cô nhìn Hà Khiếu Thiên. "Anh, sự thương yêu của anh đối với em gái là giả hay sao?" "Sao có thể chứ?" Hà Khiếu Thiên thật sự rất yêu thương cô ta. Năm đó cô ta biến mất có liên quan đến anh. Những năm này anh luôn sống trong tự trách, không dễ gì tìm được cô em gái của mình. Áy náy với cô ta, đau lòng cho cô ta, không phải là giả. Hà Khiếu Ninh cười lớn. Tuy nhiên một giây sau nụ cười lại biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự oán trách trong đáy mắt. "Nếu như anh nói anh thương em, sao lại bán đứng em? Vì người phụ nữ đó mà bán đứng em sao?" "Em nói cái gì chứ?" Hà Khiếu Thiên nghe mà đầu óc mờ mịt. "Mau vào phòng." Anh kéo em gái gần như mất khống chế. Bởi vì chuyện cô ta bị từ hôn, Hà Văn Trung không sao vui nổi. Bầu không khí trong nhà vô cùng đè nén. Nếu như bị Hà Văn Trung nghe thấy cô ta quậy phá, chắc chắn sẽ rất tức giận. Hà Khiếu Ninh gần như bị Hà Khiếu Thiên cứng rắn đẩy vào trong phòng. "Em ngồi xuống trước đi. Anh lấy thuốc cho em. Vết thương ở đầu gối phải sát trùng, nếu không sẽ nhiễm trùng đó." Hà Khiếu Ninh dường như nghe không hiểu, không chịu ngồi yên. Hai mắt không có tiêu cực mà nhìn đăm đăm vào chỗ nào đó.
Cô ta tưởng rằng cô ta trở thành con gái của nhà họ Hà thì có thể ở bên Tông Triển Bạch, có thân phận cao quý, được người mình yêu ngưỡng mộ, anh trai thương yêu cô ta. Cuộc đời của cô ta không có gì là tiếc nuối nữa. Nhưng hoàn toàn không phải, toàn bộ đều thay đổi rồi. Cô ta có thân phận cao quý nhưng lại không có Tông Triển Bạch. Ngay cả sự thương yêu của anh trai mình đối với cô cũng bị người phụ nữ đó cướp mất. Tình yêu, tình thân của cô ta đều bị Lâm Tử Lạp phá hỏng. Tay của cô ta thò vào trong chăn từng chút siết chặt. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Có thể thấy cô ta tức giận nhiều đến cỡ nào. Hà Khiếu Thiên cầm tủ thuốc vào, khuỵu xuống xử lý vết thương đầu gối của cô ta. Sợ cô ta sẽ đau nên cho động tác rất nhẹ, rất dịu dàng. Anh, Hà Khiếu Ninh cụp mắt. Anh đối với Lâm Tử Lạp có phải cũng dịu dàng như vậy không? Hà Khiếu Ninh hôm nay có phản ứng khác thường. Em rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Hà Khiếu Thiên buông nước sát trùng trong tay xuống, quyết định từ từ nói chuyện với cô ta. Ninh Ninh à, trên đời này không phải chỉ một mình Tông Triển Bạch là đàn ông. Em không cần thiết phải bám vào một cái cây đã chết. Lấy điều kiện của em, có thể tìm được người tốt hơn mà. Trên đời này cũng không phải có một mình Lâm Tử Lạp và phụ nữ. Vậy tại sao anh lại cứ thích cô ta? Anh còn chưa nói xong thì bị Hà Khiếu Ninh cắt ngang. Hà Khiếu Thiên vậy mà không tìm được cái cớ phản bác. Phải, khi anh khuyên em gái, lại quên sâm mất sự cố chấp của bản thân. Anh có thể vì người phụ nữ anh thích mà bán đứng em gái. Tình yêu của anh thật là vĩ đại hả? Câu nói này, Hà Khiếu Ninh lại nhắc tới, anh không thể không nhìn lại. Ninh Ninh à, em gặp cô ấy rồi sao? Phải, Hà Khiếu Ninh không phủ nhận. Hà Khiếu Thiên nhíu mày. Em vừa rồi nói anh bán đứng em, rốt cuộc là có ý gì chứ? Lẽ nào có liên quan tới Lâm Tử Lạp? Anh hỏi em, nụ cười của Hà Khiếu Kinh rất mày á Mai, chuyện bản thân anh làm, bản thân anh lại không rõ sao? Anh không biết, đối với em, anh chưa từng tổn hại em mà. Anh ta tự hỏi trái tim mình chưa từng làm chuyện gì thẹn thùng với người em gái này cả. Ban đầu điều tra Tông Triển Bạch là người đàn ông tối đó, anh ích kỷ không muốn cho Lâm Tử Lạp biết. Sau này biết cô ta là em gái của mình thích Tông Triển Bạch thì anh càng lại chôn chật bí mật này trong sâu thẳm đáy lòng. Cho dù thấy hai đứa con của Lâm Tử Lạp không có ba, anh cũng không nói. Hiện nay cô ta chỉ trích anh bán đứng cô ta. Hà Khiếu Thiên cảm thấy thất vọng, đau lòng. Lời nói của Hà Khiếu Ninh đã làm tổn thương trái tim của anh rồi. Chưa từng tổn hại em. Anh nói xem, Lâm Tử Lạp tại sao biết vụ tai nạn xe 6 năm trước là do em làm? Hà Khiếu Ninh không tin anh mình. Cô ấy biết vụ tai nạn xe 6 năm trước là em làm rồi sao? Hà Khiếu Thiên không dám tin Lâm Tử Lạp đã biết sự việc mà anh không muốn để cô biết. Dù sao người hại cô chính là em gái của anh. Cô nếu như biết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và anh. Hà Khiếu Ninh cười lạnh. Anh không cần phải giả bộ dám tin nữa. Chuyện này 6 năm rồi. Năm đó người biết chuyện này đã chết rồi. Chỉ có anh và em biết. Lẽ nào chính là em đi nói với cô ta? Hà Khiếu Thiên cứng đờ một lát lẩm bẩm. Anh quả thật không có nói cho cô ấy biết mà. Điều anh hoảng loạn là Tâm Tử Lạp đã biết rồi. Liệu cô ấy có giận anh không? Anh ngồi phịch lên sofa. Cô vừa thể hiện muốn chấp nhận anh, nhưng lại vào lúc máu chốt này lại biết chuyện vụ tai nạn. Anh không dám suy nghĩ tiếp. Hà Khiếu Ninh nhìn dáng vẻ suy sụp của anh, hơi nhíu mày. Thật sự là anh không nói sao? Hà Khiếu Thiên cười khổ một tiếng. Anh tại sao phải nói dối em chứ? Vậy cô ta sao lại biết? Hà Khiếu Ninh nghĩ không thông. Dù sao người biết chuyện này không nhiều. Người biết chuyện duy nhất cũng đã chết rồi. Bây giờ người biết chỉ còn cô ta và Hà Khiếu Thiên. Không phải là Hà Khiếu Thiên, bản thân cô ta cũng không nói. Vậy thì làm sao Lâm Tử Lạp biết việc chuyện vụ tai nạn xe chứ? Cô suy nghĩ. Em từ từ nghỉ ngơi đi. Hà Khiếu Thiên đứng dậy. Anh cần phải yên tĩnh. Nếu như gặp Lâm Tử Lạp, anh phải nên giải thích với cô ấy làm sao đây chứ? Anh. Hà Khiếu Ninh từ đằng sau ôm lấy anh, mặt dán vào lưng của anh. Anh tuổi không còn nhỏ nữa. Em cũng không phải cô gái 17-18. Chúng ta đều không trẻ nữa rồi. Anh có thể giúp em vì chúng ta... Nói tới đây cô ngập ngừng. Cô ta thích Tông Triển Bạch, mà anh thì lại thích Lâm Tử Lạp. Chỉ cần anh và cô Lâm Tử Lạp kết hôn thì cô ta có thể ở bên Tông Triển Bạch rồi. Nghĩ như thế. Anh giúp em chứ? Hà Khiếu Thiên cười khổ. Bản thân của anh còn chưa làm được. Làm sao anh có thể giúp em đây?
Anh nhớ chuyện lần trước em nói với anh không? Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Sợ anh từ chối, Hà Kiều Ninh nói ngay. Anh đừng vội, từ từ rồi suy nghĩ. Anh muốn Lâm Tử Lạp thuần túy yêu anh căn bản là điều không thể rồi. Thiết nghĩ bản thân anh cũng rõ, cách duy nhất chính là anh và cô ta xảy ra quan hệ, khiến cô ta không thể không ở bên anh. Phụ nữ đều là động vật cảm tính. Khi cơ thể thuộc về anh, trong tim chắc chắn sẽ có cảm tình với anh. Đến khi đó anh và cô ta kết hôn thì em có thể ở bên Tông Triển Bạch rồi. Em và Tông Triển Bạch kết hôn, đợi khi hai nhà liên hôn, ba cũng sẽ vui vẻ. Chúng ta một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, tất cả đều vui vẻ. Anh nghĩ đi, như vậy có lợi cho anh và em mà. Hà Thiếu Thiên không lên tiếng, anh thật sự thích Lâm Tử Lạp. Quen biết cô không phải 1-2 năm, là duyên phận gần 10 năm, sao có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy vấy bẩn cô ấy chứ? Vấy bẩn đoạn tình cảm nhiều năm như thế. Tình hình trong nhà anh cũng thấy rõ rồi đó. Anh và anh trai đều không phải là người biết làm kinh doanh. Ba thì tuổi tác đã cao, lần này ba muốn em kết hôn với Tâm Truyện Bạch như thế, không phải chính là vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Hà hay sao? Anh thật sự muốn nhìn nhà họ Hà từ từ mất hết tất cả à? Hà Khiếu Ninh tiếp tục khuyên. Được rồi, để anh suy nghĩ. Mặc dù anh lớn hơn Lâm Tử Lạp, nhưng Lâm Tử Lạp là người con gái đầu tiên anh thích. Hạnh phúc của em, tiền đồ của gia tộc đều không quan trọng bằng người phụ nữ đó hay sao? Ngữ khí của cô ta mang theo sự chất vấn nồng đậm. Anh thì đã hưởng sự vinh dự mà gia tộc mang lại, nhưng anh cái gì cũng không có làm. Nhiều năm như vậy, anh luôn sống ở nước ngoài, làm chuyện bản thân muốn làm. Ba mẹ đều mặc anh, mà anh đã từng làm gì cho gia đình của mình đâu. Cơ thể của Hà Khiếu Thiên cứng đờ, nhưng điều cô ta nói đều đúng. Anh ta cái gì cũng chưa từng làm. Anh à, em đừng nói nữa. Hà Khiếu Thiên cắt ngang lời cô ta. Trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn, không thể không nói mấy lời này của Hà Khiếu Ninh đã chạm trúng nơi mềm yếu nhất trong nội tâm anh. Kinh doanh của gia tộc, anh chưa từng đóng góp một chút sức lực gì, toàn bộ đều do anh trai của anh là Hà Khiếu Hành làm. Anh hưởng thụ địa vị xã hội mà gia tộc mang lại, nhưng không có một vị gia tộc mà làm bất cứ chuyện gì. Để anh suy nghĩ đã. Hà Khiếu Thiên cúi đầu. Được, vậy em chờ tin tốt của anh nhé. Hà Khiếu Ninh không ép anh nữa, bởi vì anh đồng ý suy nghĩ thì đã có dấu hiệu tốt rồi. Dù sao lần trước anh thẳng thừng từ chối. Nhưng anh à, anh đừng có để quá lâu nha. Như thế đối với anh và em đều không tốt đâu đó. Hà Khiếu Thiên không nói gì, sải bước rời đi. Lâm Tử Lạp đóng áp trò chuyện lại. Sau khi chốt kiểu dáng và chất liệu với khách hàng, bây giờ đã kêu bên nước Ả Rập chế tác, bởi vì lễ phục và váy cưới đều được đặt làm thủ công. Cửa hàng bên này còn chưa xếp xong, chỉ có thể ở nước Ả Rập chế tác mà thôi. Cô gặp máy tính lại, dây dây lông mày. Cô nghĩ đến mẹ của mình dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài không tiện, muốn đi mua một chiếc xe. Nghĩ rồi cô từ từ trong túi rút ra một giấy ghi số điện thoại của Vu Đậu Đậu để lại cho cô. Cô dựa vào số điện thoại này, bấm số máy gọi. Rất nhanh đã được kết nối. Alo, đầu dây bên kia truyền tới giọng của Vua Đậu Đậu. Chào anh, tôi là Lâm Tử Lạp đây. Ừ, tôi nhận ra giọng của cô rồi. Anh có rảnh không vậy? Có chứ. Tôi muốn đi xem xe, nhưng nhiều năm không có ở trong nước, cũng không có quen ai. Nếu anh rảnh, anh có thể làm phiền dẫn tôi đi coi xe được không? Được chứ, cô chờ tôi nửa tiếng nha. Tôi sẽ đến nhanh thôi. Được, vậy tôi đợi anh nhé. Cúp máy, Lâm Tử Lạp lưu số điện thoại của anh ta lại. Nửa tiếng, vẫn còn ít thời gian. Cô đi tắm, thay chiếc váy trên người, mặc quần jean và áo sơ mi. Lát nữa đi xem xe, nếu như thử có lái, lên xe xuống xe, mặc váy thì không tiện. Nghĩ như thế, cô vội vã sửa soạn, rồi đi xuống lầu, đợi Vua Đậu Đậu. Đậu Đậu đã tới trước cửa nhà, nhìn thấy cô đi ra thì giúp cô mở cửa sau. Tôi cảm ơn anh nhé. Anh quá là khách khí rồi, tôi tự mở được mà. Lâm Tử Lạp mỉm cười. Có sao đâu, tôi làm cho cô mà. Đậu Đậu cười cười. Đi đến vị trí ghế lái ở đằng trước, anh liếc nhìn Lâm Tử Lạp ở sau. Cô muốn mua xe khoảng bao nhiêu? Lâm Tử Lạp suy nghĩ một lát rồi nói. Tính an toàn cao, giá thì khoảng 900 triệu cho đến 1 tỷ rưỡi. Wow, cô có nhiều tiền thiệt đó. Cũng tạm thôi, mấy năm nay tôi tiết kiệm được một ít tiền và tôi cũng vừa mới bán chiếc xe của mình,
cho nên về đây tôi không có xe. Đầu đầu muốn hỏi cô nghĩ xong chưa, nhưng lại không hỏi ra được. Cô nếu như nghĩ xong chắc chắn sẽ nói với mình. Nói chung là anh sợ làm phiền cô. Lâm Tử Lạp nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh ta. Cô suy nghĩ, khi chưa gặp Hà Khiếu Ninh, cô muốn nể tình của Hà Khiếu Thiên không truy cứu nữa. Nhưng sau khi gặp Hà Khiếu Ninh rồi, cô biết cho dù cô không muốn truy cứu, sợ rằng Hà Khiếu Ninh cũng đâu có buông tha cho cô. Thù của bọn họ đã có từ lất sau rồi. Muốn biến Can Qua thành Ngọc Diệp chắc chắn không thể được. Đầu đầu à, tôi gọi anh như vậy có được không? Được chứ, đây chính là tên của tôi mà. Ba mẹ đặt cho tôi như vậy, cho nên nhiều người cũng mắc cười khi họ gọi tính tên của tôi. Anh bối rối gãi đầu. Anh hiểu bối cảnh của người phụ nữ hại anh trai của anh không? Đầu đầu lắc đầu. Nhà họ của họ Hà thành phố B anh nghe rồi chứ? Đầu đầu gật đầu, biết. Nhà đó buôn bán châu báu, giàu có lắm, đã có lịch sử hơn 100 năm rồi. Ở thành phố này ai cũng biết mà. Nếu như tôi nói người đã hại anh trai của anh là người nhà họ Hà, anh còn muốn lật lại vụ án cho anh trai của anh nữa không? Nếu như người anh là người bình thường, muốn lại vụ án cũ nhiều năm trước cũng không dễ dàng đâu. Huống chi còn là người có bối cảnh nữa. Cô khẽ nhắc nhở đầu đầu, muốn lật án càng thêm khó đấy. Lâm Tử Lạp nếu như quyết định hợp tác với anh ta thì bắt buộc phải biết anh ta có trái tim kiên định thế nào. Dù sao đây không phải là con đường đơn giản. Đầu đầu sững người, dường như không ngờ người phụ nữ đó lại có bối cảnh như thế. Tay của anh ta nắm chặt lại. Không thể vì cô ta là con của nhà hào môn mà chùn bước, giết người thì phải đền mạng. Anh giận dữ nói. Lạc Lạc nhìn anh ta rất kiên định. Anh trai của anh có tội, nhưng chết hay sống nên do pháp luật quyết định. Được, chúng ta hợp tác đi. Chuyện trong dự liệu. Anh ta có thể cố chấp với vụ án này nhiều năm như thế này, có thể nhìn ra anh quyết tâm vững chắc nhường nào. Đầu đầu cười khổ một tiếng. Người thân của mình, nếu như có thể không để tâm, cũng không xứng làm con người. Trong lúc bọn họ nói chuyện, xe dừng ở salon chuyên bán ô tô. Các salon bán ô tô đều ở đây, cô muốn xem hãng xe nào vậy? Lâm Tử Lạp đẩy cửa xe bước xuống, chỉ vào salon thứ nhất. Tôi vào cái dealer này nhé, để tôi xem thử. Được. Người không mua nổi chiếc xe như tôi cũng không thể xem xe. Đầu đầu tự giễu. Lâm Tử Lạp liếc nhìn anh ta. Xe anh lái không phải xe ô tô của anh sao? Cũng phải, tôi ngày nào cũng lái xe. Là xe taxi, nhưng không phải là xe của tôi. Xe tôi mướn mà. Cửa kính cảm ứng khi có người đến gần thì tự động mở cửa. Nhân viên tư vấn đi tới đón tiếp. Cô muốn xe mẫu xem nào? Gần đây chúng tôi có một mẫu siêu xe không tệ. Cô có muốn xem không? Lâm Tử Lạp lắc đầu. Tôi muốn xem xe 7 chỗ. Ngồi trong không gian rộng thoải mái. Nếu như mang 2 đứa nhỏ đi chơi cũng có thể để đồ được. À, mẫu này nè. Nhân viên tư vấn dẫn Lâm Tử Lạp đến trước một chiếc xe SUV thương vụ 7 chỗ. Mẫu này không gian lớn, hơn nữa bây giờ có chương trình khuyến mãi. Mua so với lúc bình thường có thể rẻ được hơn 100 triệu lần đó. Cô có thể tiết kiệm được. Đầu đầu lén tiếng sát Lâm Quang Tử Lạp ghé vào tai cô. Xe của hãng này có vài lần xuất hiện tình trạng thoát dầu, danh tiếng không tốt, hay là đi xem xe khác đi. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta chắc chắn gật đầu. Lâm Tử Lạp hiểu ý, mỉm cười với nhân viên tư vấn. Xin lỗi, tôi không thích mẫu xe này lắm. Nghe thấy Lâm Tử Lạp không hài lòng, không muốn mua, sắc mặt của nhân viên tư vấn lập tức trở lạnh. Mua không nổi thì mua không nổi. Nói cái gì mà không ưng mẫu này, không phải chính là loại giả dầu hay sao? Nói rồi còn đánh giá quần áo mà Lâm Tử Lạp mặc. Quần áo, quần jean, áo sơ mi, mặc đồ có bao nhiêu là cổ hủ. Cô này, sao lại nói chuyện với khách hàng như thế chứ? Đầu đầu tức giận lên tiếng. Thế nào, đi đến đâu cũng có mấy tiểu nhân này chứ? Mắt chó thèm xem thường người khác. Lâm Tử Lạp kéo anh ta, khẽ lắc đầu với anh ta. Không cần thiết mà xảy ra xung đột với cô ta chỉ vì loại chuyện cỏn con này. Đi tới chỗ bán xe khác là được rồi. Ra khỏi cửa, đầu đầu còn chưa hết tức. Đầu năm nay đúng là không hiểu tiểu nhân nhìn người qua khe cửa. Lâm Tử Lạp liếc nhìn anh ta. Biết là tiểu nhân, việc gì phải tức giận chứ? Đầu đầu suy nghĩ, cô nói cũng phải. Đây nè, tới cái hãng xe này đi. Tính an toàn cũng thông qua khảo nghiệm, chỉ là giá cả cũng tương đối cao. Đầu đầu chỉ vào một
Đầu đầu chỉ tay vào một số ô tô của thương hiệu nước ngoài. Lâm Tử Lạch suy nghĩ một lát. Cao thì cao một chút, có thể mua được đúng ý là được mà. Ngồi xe của cô cũng không phải là người ngoài, đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Tính năng an toàn là thứ cô xem trọng nhất. Hai người đi vào bên trong salon. Salon này không giống như salon trước có người tiếp đãi. Salon này, nhân viên tư vấn vốn dĩ muốn đứng dậy đón khách. Nhưng khi nhìn thấy cô và Đậu Đậu lại ngồi xuống, cảm thấy Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu là loại người không thể mua nổi xe hơi. Lâm Tử Lạp nhướng mày, Đậu Đậu biểu môi. Cái này còn không bằng salon trước nữa. Lâm Tử Lạp mỉm cười, có lẽ là xe của người ta tốt không nỡ bán, thái độ lạnh lùng một chút, cũng không có gì. Đậu Đậu thừa nhận chiếc xe của thương hiệu này quả thật tốt, nhưng giá cũng cao, tùy tiện một chiếc cũng hơn 3 tỷ. Cửa phòng làm việc mở ra, Quang Kình đi đến trước mặt, giám đốc đi theo bên cạnh anh ta. Tôi bây giờ kêu người lái xe của anh đến nhé. Ừ, Quang Kình nhàn nhạt ừ một tiếng. Xe của anh ta đến bảo dưỡng, hôm nay anh ta đến đây làm việc, thuận tiện tự tình mình lái đến. Quang Kình là khách hàng cũ, một chiếc Việt giả, một chiếc siêu xe của anh ta đều mua ở salon này. Đối với khách hàng cũ, còn là khách hàng có tiền, giám đốc rất tôn kính. Lâm Tử Lạp nhìn trúng một chiếc xe thương vụ 7 chỗ, mặc kệ là kiểu dáng hay cách thiết kế bên trong, đặc biệt là tính ăn an toàn đều rất phù hợp với yêu cầu của cô. Xin hỏi anh, chiếc xe này có được lái thử không? Lâm Tử Lạp hỏi. Người nhân viên tư vấn ngồi ở sofa chơi điện thoại, có người gọi điện thoại. Một nhân viên tư vấn nghe thấy câu của cô hỏi Lâm Tử Lạp thì lạnh lùng nói, không được, đây đâu phải bán xe, là đang bán thái độ. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, Lâm Tử Lạp cũng mỉm cười bất lực. Đây là muốn tiêu tiền cũng không tiêu được rồi. Ngược lại thú vị. Xe của anh, giám đốc đưa chìa khóa, xe đổ ở cửa kìa. Quang Kình nhận lấy chìa khóa, đi đến cửa, từ cửa kính nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tử Lạp phản chiếu lại. Quay đầu thì nhìn thấy Lâm Tử Lạp đang nói chuyện với Đậu Đậu. Người này không phải là tên đàn ông quấy rối cô sao? Sao hôm nay thấy hai người quan hệ lại khá tốt như thế này? Hay là chúng ta đi thôi, đi đến salon khác xem thử, chỗ bán xe đâu có một cái salon. Đậu Đậu tiến sát cô, nhỏ giọng. Tôi khá thích chiếc xe này. Lâm Tử Lạp nhìn trúng mẫu này. Cử động của vua Đậu Đậu từ góc độ qua Quang Kình nhìn vào thì có hơi thân mật. Lông mày anh ta nhíu lại, muốn đi tới kéo Đậu Đậu ra, nhưng suy nghĩ một lát lại không có nhúc nhích mà cầm điện thoại chụp một bức ảnh gửi cho Tông Triển Bạch. Nếu như trước đây anh ta còn không hiểu trái tim của Tông Triển Bạch, vậy thì lần này anh cương quyết hủy hôn Hà Khiếu Ninh thì có thể nhìn ra để Lâm Tiểu Lạp. Nếu như anh nhìn thấy Tông Tử Lạp và người đàn ông khác đang thân mật như vậy, liệu có tức giận không chứ? Quang Kình càng nghĩ càng hưng phấn. Trò cười của Tông Triển Bạch không dễ thấy. Đây là cơ hội, nghĩ rồi anh ta ấn nút gửi. Còn bồi thêm một câu, tôi ở salon xe 4S nhìn thấy Lâm Tử Lạp và một người đàn ông ở đây mua xe, cử chỉ rất là thân mật. Gửi xong, Quang Kình xoay xoay chiếc chìa khóa tay và đi ra khỏi salon xe. Quay đầu liếc nhìn Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu, mỉm cười. Ở trong lòng nghĩ, nếu như Tông Triển Bạch nhìn thấy bức ảnh đó thì sẽ biểu cảm như thế nào chứ? Thật mong chờ. Tâm trạng của Quang Kình rất tốt. Huýt sáo ngồi lên xe, cắm chìa khóa khởi động. Vừa muốn đi thì điện thoại đổ chuông. Anh ta rút ra xem, vậy mà là số của Tông Triển Bạch. Nhanh vậy sao? Nhanh như thế đã gọi lại rồi. Quang Kình điều chỉnh giọng nghe máy. Tổng giám đốc, cậu đang ở đâu? Trong giọng điệu của anh mang theo một tia phẫn nộ, nhìn thấy cử chỉ thân mật của cô với người đàn ông khác, anh chỉ cảm thấy vô cùng tức giận trong lòng ngục, không phát ra được, đè nén khó chịu. Tôi đang ở salon BC. Quang Kình thành thật nói, cậu trong người cho tôi. Nói xong thì cúp máy. Quang Kình thở phào, nhìn cuộc gọi bị tắt đi. Đây là tức giận rồi. Anh ta cất điện thoại. Khi muốn xuống xe lại nhìn thấy Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu đang đi ra cửa, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra, anh ta lại ngồi ở trong xe. Tổng Trưởng Bạch kêu anh ta trong người, người đi rồi, anh ta làm sao ăn nói chứ? Không được, anh ta không thể để bọn họ đi mất như thế được. Đợi Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu đi ra, anh ta xuống xe đi vào từ cửa bên trái đến phòng giám đốc. Giám đốc nhìn thấy Quang Kình thì vội vàng đứng dậy nghênh đón. Xe xảy ra vấn đề rồi sao? Không phải. Quang Kình vẫy tay nói với ông ta. Ông qua đây, giám đốc vội đi tới. Ông nhìn thấy hai người bên kia không? Quang Kình chỉ Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu ở bên ngoài cửa sổ. Giám đốc gật đầu, tôi nhìn thấy rồi. Vừa rồi bọn họ ở salon chỗ các ông xem xe, bây giờ ông đi giữ người ta lại đây. Á, giám đốc không hiểu, mắt thấy người đi xa rồi. Quang Kình lạnh mặt,
Sao hả? Ông có làm được không chứ? Có thể. Giám đốc cũng là từ một nhân viên tư vấn ngồi lên vị trí giám đốc bán hàng. Quan Kình này không chỉ có tiền, còn là người bên cạnh Tông Triển Bạch, cho nên mới cung kính với anh ta như vậy. Người như thế không thể đắc tội. Giám đốc rất có mắt nhìn, đi khỏi văn phòng gần như chạy đuổi theo Lâm Tử Lạp và Đậu Đậu. Các người đợi đã, giám đốc gọi bọn họ. Lâm Tử Lạp nghe thấy có người gọi thì dừng bước, quay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, trong hơn 40 tuổi, bụng bia, nụ cười trên mặt ngược lại rất thân thiện. Cô vừa ở salon chúng tôi xem xe sao? Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu. Có, nhìn trúng chiếc xe nào không? Tôi đã có, Lâm Tử Lạp thành thật trả lời. Giám đốc thở phào, có nhìn trúng thì có cơ hội mời cô quay lại salon rồi. Cho nên cười hỏi, vậy cô có thể mua được chưa? Chúng tôi muốn mua, nhưng các ông không bán. Đậu Đậu không khách khí nói. Anh nói đùa chứ, chúng tôi chính là chỗ bán xe mà. Anh mua thì sao chúng tôi không thể bán chứ? Trên mặt giám đốc vẫn treo nụ cười, mặc dù dáng người béo tròn nhưng nói chuyện vẫn rất dễ nghe. Nhân viên tư vấn của chỗ các ông xem thường chúng tôi. Đậu Đậu chỉ vào mình và Lâm Tử Lạp, thấy chúng tôi không giống người mua xe nổi, tự nhiên không cần tiếp đãi. Chúng tôi muốn tìm hiểu cũng không có ai để ý chúng tôi. Trước đây có nghe nói một câu khách hàng là thượng đế, hôm nay tôi mới biết câu này nói sai rồi. Không phải tất cả khách hàng đều là thượng đế sao? Là phải nhìn người có cái gì. Chúng tôi không phải thượng đế có tiền, cho nên không tiếp đãi chúng tôi chứ gì. Trong lòng Đậu Đậu rất bực bội, nhân cơ hội nói ra hết. Lần đầu tiên thấy, muốn mua xe, nơi bán xe lại không bán. Ông nói xem có phải rất buồn cười hay không chứ? Có chuyện này sao? Mặt mày giám đốc tối sầm lại rất bất mãn. Được rồi, lát nữa tôi nhất định dạy dỗ bọn họ. Giám đốc đổi lại thành nụ cười trên mặt. Cô nhìn trúng chiếc xe nào, nói với tôi đi. Tôi đích thân phục vụ cô. Tôi là giám đốc của salon này. Không phục vụ tốt là trách nhiệm của tôi. Nếu như cô hôm nay thành công mua được chiếc xe ở đây, tôi ưu đãi lớn nhất cho cô. Được. Lâm Tử Lạp suy nghĩ một lát, nhìn giám đốc có thành ý. Giám đốc đi bên cạnh Lâm Tử Lạp, giới thiệu xe của salon nhà mình. Xe của salon chúng tôi chất lượng tuyệt đối bảo đảm, có danh tiếng. Cô có thể lên mạng tra, lượng bán ra mỗi năm đều đứng đầu. Lâm Tử Lạp cười cười. Giám đốc mở cửa ra là một tư thế mời Lâm Tử Lạp. Tiểu Trương, đi pha 2 ly cà phê đi. Nghe thấy tiếng của giám đốc, nữ nhân viên tư vấn đang chơi điện thoại đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai khách hàng dởm vừa mới đi khỏi nhíu mày. Giám đốc đang làm gì vậy? Cô nhân viên tư vấn khác ngẩng đầu liếc nhìn. Có lẽ giám đốc cảm thấy có tiềm lực. Trong khi nhân viên tư vấn này có khách hàng vừa rồi gọi điện câu thông, tin sẽ nhanh bàn thành công. Còn khách hàng mới nhìn không giống người có tiền, nhiệt tình chắc chắn chỉ có với khách hàng trong tay của mình. Hừ. Bọn họ giống như người có thể mua được xe ở BC hay sao? Nữ nhân viên tư vấn biểu môi. Nói không chừng là giám đốc thấy người phụ nữ đó lớn lên xinh đẹp mới tiếp thôi. Mời cô ngồi. Giám đốc kéo ghế giúp cô. Tiểu Trương bê cà phê đến. Cô nhìn trúng mẫu xe nào? Giám đốc hỏi. Chiếc đó, Đậu Đậu chỉ vào chiếc xe thương vụ 7 chỗ ở gần cửa. Ở đây được lái thử. Cô có xem thử, mẫu xe này tính năng rất là an toàn, mỗi chỗ ngồi đều có túi khí an toàn, quan trọng là túi khí phía trước, mẫu này trái phải đều được có, hơn nữa có tính năng tự động phanh xe, nếu như gặp trục trặc, đường trơn trượt, nó sẽ tự động khóa hết 4 bánh, cưỡng chế xe dừng lại. Đậu Đậu trợn mắt, không phải nói không thực, lái thử sao? Giám đốc liếc nhìn mấy nhân viên tư vấn khu nghỉ ngơi không có ai đi ra, lòng mày nhíu lại, có khách không phục vụ. Không muốn lấy thành tích nữa sao? Đầu chứa xích sao? Bị giám đốc nhìn, mấy nhân viên tư vấn cúi đầu giả vờ không nhìn thấy. Bọn họ khả năng trong tay có khách hàng, không có thời gian, không phục vụ châu đáo, đều là giám đốc tôi bình thường quản giáo không nghiêm, vẫn mong tha thứ, tôi nhất định sẽ bù đắp cô được có được hay không? Giám đốc mỉm cười ái ngại. Đậu Đậu còn muốn nói, Lâm Tử Lạp kéo anh ta. Giám đốc con người rất tốt, không thể chọc lý mà làm khó người. Khụ. Đậu Đậu cũng cảm thấy mình quá kích động rồi, nói có hơi quá. Tôi gọi điện thoại hỏi cho cô lái xe thử khi nào. Mẫu xe này bán rất chạy, giám đốc rút điện thoại ra ấn. Bên đó không biết nói cái gì, giám đốc nổ tung rồi. Sao cậu không lái ra nước ngoài luôn? Không biết xe lái thử không được lái quá xăng ư? Xăng xe cậu chịu, xe lái thử đã lái đến khu ngoại ô. Trở về ít nhất cần 1 tiếng. Giờ Quan Kình kêu ông ta lại giữ, ông ta đã tận lực rồi. Bây giờ không có xe lái thử, ông ta phải làm sao đây chứ? Như vậy đi, tôi lần sau lại đến xem. Lâm Tử Lạp đứng dậy,
Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi, bà Trang Kha Nguyệt dẫn bọn trẻ chắc sắp trở về. Ra ngoài chơi một vòng chắc cũng mệt, cô phải về nấu cơm, không thể lãng phí thời gian ở đây được nữa. Tráng giám đốc toát mồ hôi, giờ phải làm sao đây? Ông ta nhìn về phía quan văn phòng, Quan Kình ngồi bên ghế vắt chân, xuyên qua cửa sổ nhìn về bên này. Giám đốc cũng thấy bất lực, mới đầu phục vụ không chu đáo, bây giờ không có xe lái thử, ông ta còn có thể nói gì được chứ? Giám đốc đưa danh thiếp, vậy cô lần sau đến thì gọi điện cho tôi sẽ tiếp cô. Lâm Tử Lạp nhận lấy, được, giám đốc tiễn bọn họ ra cửa, đi đến chỗ đậu xe. Đầu đầu mở cửa xe cho Lâm Tử Lạp, không ngờ giám đốc của La Salon này ôn hòa đáng yêu ha. So sánh với mấy nhân viên tư vấn kia, tốt hơn nhiều. Lâm Tử Lạp mặt mày không có biểu cảm gì, cảm thấy vị giám đốc này nhiệt tình hơi quá. Lúc này, một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh của bọn họ. Lâm Tử Lạp tùy ý liếc nhìn, kết quả nhìn thấy người đàn ông từ trong xe bước xuống. Anh đứng ở đầu xe, chiếc quần tây màu đen che đôi chân dài, sơ mi trên người hơi tùy ý. Lúc này xuất hiện ở đây, có dáng vẻ trộm lười nhìn. Thần sắc của anh thật lạnh nhạt, vô ý chầm chầm nhìn cô. Lâm Tử Lạp lại kinh ngạc, anh sao lại xuất hiện ở đây? Anh không thiếu xe, gara của biệt thự chỗ đầy, đều là phiên bản giới hạn, chưa từng thấy anh lái, có lẽ đàn ông đều thích xe, cho dù không lái cũng muốn mua. Ánh mắt của Tông Triển Bạch nhìn đậu đậu mở cửa xe cho Lâm Tử Lạp, sau đó khóa chặt trên người Lâm Tử Lạp, nhìn chầm chầm cô, đồng tử co rút lại tỏa ra khí lạnh, tơ máu từ từ lan ra từ khóe mắt, tụ lại chính giữa. Lâm Tử Lạp tự nhiên run rẩy, cô chưa từng thấy anh trong lúc bình tĩnh lại toát ra vẻ hung bạo dữ dằn như thế này. Sao anh lại đến đây? Giọng nói không biết sao lại thay đổi, nói chuyện cũng không mạch lạc. Xuống xe. Anh mím môi. Lâm Tử Lạp ngồi đó không nhúc nhích. Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Dáng vẻ của anh rõ ràng đã tức giận, cô không muốn tiếp xúc với anh vào lúc này. Tông Triển Bạch híp mắt. Em chắc chắn. Uy hiếp trắng trợn. Lâm Tử Lạp lườm anh. Cô chọc giận anh rồi sao? Vừa gặp mặt cứ như cô nợ tiền anh vậy. Đầu đầu cảm nhận được sự bài xích của Lâm Tử Lạp tiến tới. Cô có giờ cần tôi giúp không? Tông Triển Bạch bước tới, kéo tay đậu đậu ra, lật tay đấm một cú vào mặt anh ta, ở trước mặt của anh còn sát gần như vậy. Đậu đậu bị đánh không kịp phòng bị, lùi lại mấy bước, trong miệng có mùi máu tanh mặn mặn. Anh ta lau khóe môi, trên mu bàn tay dính máu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đánh mình. Đầu có hơi khựng lại, trong trí nhớ anh ta với người này chưa từng tiếp xúc, nhưng nhìn quen mắt giống như đã gặp ở đâu đó. Đột nhiên đậu đậu nhớ ra đã nhìn thấy anh ở đâu rồi. Tin tức tài chính kinh tế, anh là khách mời thường xuyên, nhà giàu trẻ tuổi nhất, nhưng anh ta đắc tội gì với anh ấy chứ? Có tiền thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao? Đầu đầu siết chặt hai tay, Lâm Tử Lạp tuyệt đối không ngờ anh lại đột nhiên động thủ, vội vàng bước xuống đi thêm đầu đầu, khóe môi rách ra sớm máu. Anh không sao chứ? Lâm Tử Lạp quan tâm hỏi, đầu đầu lắc đầu. Lâm Tử Lạp quay người trừng mắt với Tân Triển Bạch. Anh bị bệnh thần kinh hả? Dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ đánh người ta chứ? Chúng ta còn chưa làm thủ tục ly hôn. Em vẫn là vợ của tôi. Ôm ôm ấp ấp người đồng khác. Coi bị tôi mù sao? Anh đang nói cái quái gì vậy? Lâm Tử Lạp nhíu mày, đầu óc mờ mịt. Tôi ôm ấp ai chứ? Anh nói rõ đi. Lâm Tử Lạp cũng lạnh mặt. Bên cạnh cô không thể có ai sao? Anh cũng quá bá đạo rồi. Quan Kình nắp ở một bên, rút điện thoại ra, đưa bức ảnh anh ta chụp cho Lâm Tử Lạp. Xe của tôi bảo dưỡng ở đây, việc đi qua đây, thuận tiện đến để lấy xe, kết quả nhìn thấy cô. Anh ta chỉ vào đậu đậu, tôi thuận tay chụp một bức. Lâm Tử Lạp nhìn bức ảnh, sắc mặt xa xầm, bởi vì cô lúc đó biết đậu đậu nói chuyện với cô, nhưng từ góc độ của Quan Kình nhìn vào, giống như đậu đậu đang hôn lên mặt của cô. Lạnh lùng giễu cợt, bắt góc không tệ. Quan Kình thở hắt. Cái gì gọi là anh ta bắt góc không tệ? Anh ta nhìn thấy chính là động tĩnh của bọn họ dường như quá lớn, thu hút không ít người đến xem. Thân phận của Tông Triển Bạch mọi người biết. Vì tránh truyền ra tin tức, Quan Kình đề nghị bước tới. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Lâm Tử Lạp cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như thế mà nổi cáo. Tôi biết có một nơi, Quan Kình nói. Lâm Tử Lạp vừa muốn lên xe của đậu đậu thì lại bị Tông Triển Bạch nắm chặt cổ tay, kéo cô nhét vào trong xe của mình. Cô muốn phản kháng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tông Triển Bạch. Thành thật một chút không được sao? Còn muốn ở đây nháo với tôi à? Mặt mày Lâm Tử Lạp đều nhăn nhó, không phải có người cô muốn nháo với anh rồi. Ai nháo chứ?
Anh không phân hoàn cảnh mà đến quấn người, còn có mặt mũi nói với cô tôi sao? Cô kìm nén cơn tức giận trong lòng, ngồi không nhúc nhích. Địa điểm là một căn bất động sản của Quang Kình đã tu sửa, nhưng anh ta không ở, có người định kỳ đến quét dọn. Chỗ này rất sạch sẽ, chủ yếu yên tĩnh, thích hợp nói chuyện. Một đám người đi vào trong, Quang Kình kêu Đậu Đậu ngồi trên sofa. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tổng trưởng Bạch nắm chặt tay của Lâm Tử Lạp, dựa vào chiếc kệ thấp một bên, cúi đầu cẩn thận nhìn, nhẹ nhàng đùa nghịch trong tay. Giống như tay của cô vật là vật hiếm gì đó, có thể nhìn ra hoa. Lâm Tử Lạp muốn giằng ra, vừa mới động đậy thì anh nắm chặt. Em đừng có động đậy nữa. Đầu đầu chớp mắt, muốn anh ta nói cái gì? Anh ta nhìn Lâm Tử Lạp cầu cứu. Nói với bọn họ anh và tôi có quan hệ gì? Lâm Tử Lạp không giằng được trói buộc của Tông Triển Trập Bạch, chỉ có thể mặc anh, nhưng ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ không nhìn anh. Đầu đầu thành thật nói, tôi và cô Lâm có quan hệ hợp tác. Quang Kình cảm thấy mới mẻ hỏi, hai người hợp tác cái gì chứ? Đầu đầu nhìn Lâm Tử Lạp đang đứng bên cửa sổ một cái rồi nói, chúng tôi có cùng chung một kẻ thù. Quang Kình càng cảm thấy thú vị hơn, anh ta khom ngồi xuống dựa gần vào người Đầu Đầu. Cậu nói cho tôi nghe thử xem. Tổng trưởng Bạch đang coi tay của Lâm Tử Lạp làm đồ chơi thì vẫn cứ dúi đầu như cũ. Chỉ là khi nghe nói Đậu Đậu nói cậu ta và Lâm Tử Lạp có cùng một kẻ thù thì lông mày của anh hơi động đậy một vài cái. Ngón tay cái của anh lúc lúc lại vuốt nhẹ nhẹ xuống mu bàn tay của cô. Chuyện này nói không phức tạp thì là không phức tạp, nói phức tạp thì là phức tạp. Nói một hai câu thì cũng không nói rõ được đâu. Đậu Đậu nghĩ một lúc, tôi nói từ đâu vậy? Lần đầu tiên tôi gặp mặt với cô Lâm là do tôi muốn lôi kéo làm ăn với cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy mặt tôi thì có phản ứng rất lớn, dường như là quen biết tôi, nhưng mà chưa hề từng quen biết cô ấy. Đậu Đậu kể lại quá trình mà cậu ta gặp Lâm Tử Lạp. Anh tôi chết vào 6 năm trước. Trước khi chết bị người ta mua chuộc xe hàng cố ý đâm chết, sau khi đâm còn ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn. Nói đến đây, cậu ta đưa mắt nhìn Lâm Tử Lạp. Cô Lâm là người lúc đó bị đâm trúng, mệnh cô ấy lớn. Tài xế taxi kia thì chết rồi, cô Lâm thì bị thương nặng. Ngón tay Lâm Tử Lạp hơi cuộn chặt lại, trong lòng bàn tay cô toát ra một mồ hôi lạnh. Lời nói của Đầu Đầu đã xé rách nỗi đau khổ mà cô phải chịu. Sau lưng cô một vị mảnh vỡ đâm vào thịt, vị trí của mảnh vỡ đó còn nằm sát chỗ đóng sụt cũng. Nếu như không làm phẫu thuật thì có lẽ chèn vào thần kinh khiến cô bị bại liệt không thể nào đi lại được. Nhưng nếu làm phẫu thuật thì phải tiêm thuốc gây tê. Cô là phụ nữ có thai thì không thể tiêm thuốc tê được. Nếu như tiêm thuốc tê thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cô vừa muốn giữ lấy con, vừa không muốn nửa đời sau phải sống trên xe lăn. Hơn nữa, cô không thể bị bại liệt. Nếu như sinh con ra thì ai sẽ chăm sóc chúng? Bà Trang Cử Nguyệt đã già đi rồi. Còn ai sẽ chăm sóc cho mẹ cô nữa? Cô không thể bị bại liệt, cũng không thể bỏ con đi. Cô vốn dĩ đã không nỡ bỏ con đi. Sau khi biết mình mang thai đôi thì cô càng không nỡ bỏ chúng. Khi bọn chúng nhìn thành trong bụng của cô thì bọn chúng đã có chung huyết mạch và như xương thịt với cô rồi. Cô còn thì bọn chúng sẽ còn. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng. Cuối cùng, cô chỉ có thể lựa chọn phẫu thuật mà không tiêm thuốc tê. Nỗi đau cắt thịt khiến cô đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy toàn thân ngứa ran. Giống như cô lại đang trải qua lại nỗi đau mà ngay cả nỗi đau xé tim xé phổi cũng không đủ để hình dung ra nó. Cô đau đến mức muốn ngất đi, nhưng phụ nữ mang thai thì không thể ngất, cô còn phải giữ tỉnh táo, nếu không sẽ bất lợi cho đứa bé trong bụng. Những người sinh mổ đều biết, nếu gây tê thì cũng chỉ là gây tê nửa người, còn đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. So với việc cô phải giữ tỉnh táo cũng là một đạo lý. Cô không muốn nghĩ đến nó, cô muốn quên nó đi, nhưng những đau khổ đó vẫn ẩn giấu trong ký ức của cô, vốn chỉ không thể xóa bỏ được. Một khi có người nhắc đến nó thì cô sẽ nhớ rõ ràng lại được. Giống như lúc này, rõ ràng là chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa còn xảy ra được 6 năm rồi. Nhưng cái cảm giác đau đớn khó chịu đó vẫn ùa đến từng cơn một, giống như cơn nước của sông Tiền Đường từng cơn một ập vào người cô. Cô đột nhiên nhắm chặt hai tay lại. Tông Triển Bạch rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của cô. Anh đưa mắt lên thì nhìn thấy tóc cô bên tai đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đang căng thẳng và sợ hãi. Giống như là bị một loại hồi ức đáng sợ nào đó quấn lấy khiến cô cảm thấy sợ hãi. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve sống lưng của cô. Em đừng sợ.
Lâm Tử Lạc nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong ngực anh. Hơi thở của anh, lòng ngực rắn chắc của anh dường như có thể vỗ về trái tim người khác. Lâm Tử Lạc dần dần bình tĩnh lại. Lần đầu tiên cô lộ rẽ ra yếu đuối trước mặt ở anh. Tâm tư của Tông Tuyển Bạch hơi rung động. Anh ôm chặt cô hơn, môi anh áp vào tóc ở trên đỉnh đầu của cô. Bởi vì người hại anh tôi và mua chuộc anh của tôi đâm cô Lâm cũng là một người, cho nên chúng tôi có cùng chung kẻ thù. Hôm nay chúng tôi đạt được sự hợp tác thì đương nhiên sẽ là quan hệ hợp tác. Tôi và cô Lâm cũng chỉ mới gặp nhau có 3 lần. Lần này cô Lâm muốn mua xe, cô ấy mới trở về nước không quen đường cho lắm. Hãy để cho tôi làm tài xế cô ấy, chỉ có là như vậy thôi. Quang Kình vuốt vuốt mũi, anh ta liếc Tông Triển Bạch một cái. Lúc này Tông Triển Bạch đang nhìn Lâm Tử Lạp, vốn dĩ không hề nhìn anh ta. Anh ta âm thầm thở vào một hơi hỏi: hai người biết người đó là ai không? Đầu đầu thành thật gật đầu: biết, là một người phụ nữ nhà họ Hà. Cô ta có một chút thân phận, chúng tôi muốn lật lại vụ án cũng không dễ dàng gì. Nhà họ Hà? Quang Kình liếm môi: nhà họ Hà có tập đoàn hàng đầu sao? Đầu đầu gật đầu. Hà Khiếu Ninh, nghe Lâm Tử Lạp nói là người nhà họ Hà thì Đậu Đậu đã lại đại khái biết được là ai rồi. Nhà họ Hà có 2 người con trai, mấy năm trước tìm lại đứa con gái mất tích, lúc đó là khá náo động. Trong phòng đột nhiên yên lặng xuống, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ. Đậu Đậu liếc trộm Quang Kình, hỏi khẽ: tại sao anh lại đánh tôi? Quang Kình còn đang phân vân, chuyện này còn không phải là do cậu ta. Không phải Quang Kình muốn xem chuyện cười của Tông Triển Bạch, cho nên khi chưa làm rõ chuyện đã như thế nào đã gửi ảnh cho anh, rồi vu khống cho Đậu Đậu, cho nên Đậu Đậu bị đánh. Chỉ có điều Đậu Đậu là đồ ngốc sao, còn không nhìn ra anh đang ghen. Anh không thích người đàn ông khác lại gần Lâm Tử Lạp. Qua biểu cảm của Quang Kình thì Đậu Đậu dường như đã hiểu, nhưng cậu ta bị oan uổng biết sao, chỉ là lận dẫn Lâm Tử Lạp đi xem xe, mua xe thôi mà. Việc rõ rành rành như vậy mà cậu ta lại bị ăn một cái đấm. Ấm ức trong lòng khiến cậu ta lẩm bẩm một câu: có tiền thì có thể bắt nạt người khác sao? Tông Triển Bạch trông giống như đang nhàn nhã. Chuyện này không liên quan đến anh, nhưng anh đều nghe rõ mỗi một câu mà Đậu Đậu nói. Lâm Tử Lạp, cậu muốn bồi thường cái gì? Tông Triển Bạch nhìn anh: anh không phải là người cậy quyền cậy thế mà bắt nạt người khác, chỉ là anh không thích người đàn ông khác lại gần Lâm Tử Lạp mà thôi. Lâm Tử Lạp phát hiện không biết từ lúc nào mà cô đã ngồi trong lòng Lộc Tông Triển Bạch. Sắc mặt của cô hơi đỏ lên. Cô nhanh chóng rời khỏi lòng anh. Cô làm ra vẻ bình tĩnh nhìn đồng hồ treo trên cổ tay một cái. Thôi không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Đậu Đậu cũng đứng lên theo. Nếu không thì bồi thường cho tôi một ít tiền là được rồi. Dù sao anh cũng đánh tôi rồi mà. Hơn nữa Tông Triển Bạch cũng không thiếu tiền. Cậu ta cũng không thể uổng công bị ăn đấm chứ. Tông Triển Bạch ôm lấy vai Lâm Tử Lạp: để anh đưa em về. Lâm Tử Lạp muốn từ chối, nhưng Tông Triển Bạch lại siết chặt vai cô hơn. Ngay cả lòng ngực của anh em cũng đã mượn rồi, em còn muốn qua cầu rút ván sao? Lâm Tử Lạp phát hiện cô chưa từng thắng anh bao giờ. Cô than thở một hơi rồi để mặc anh tùy ý ôm mình. Khi đi qua người Đậu Đậu, Tông Triển Bạch liếc cậu ta một cái, nhưng cái liếc này mang đầy ý cảnh cáo. Cô ấy là người phụ nữ đã có chồng, cậu tránh xa cô ấy ra một chút. Muốn bao nhiêu tiền thì có cứ nói với Quang Kình. Nói xong, anh liền ôm Lâm Tử Lạp rời đi, ngồi vào trong xe. Tông Triển Bạch thắt dây an toàn cho cô. Lâm Tử Lạp đưa mắt nhìn xuống anh. Anh không cảm thấy anh đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao? Tông Triển Bạch không cảm thấy. Anh lời lẽ đanh thép nói: anh vốn không cảm thấy anh có gì sai. Lâm Tử Lạp, tôi không phải đồ vật của riêng anh. Tôi có vi phạm cuộc sống của mình. Anh như vậy là không tốt đâu. Lâm Tử Lạp không muốn xảy ra nhiều chuyện như thế này một lần nữa. Tông Triển Bạch, chúng ta là vợ chồng, em không phải là vật của riêng tôi sao? Lâm Tử Lạp, chúng ta không phải là vợ chồng, chúng ta đã ly dị rồi mà. Tông Triển Bạch liền nói, giấy đăng ký kết hôn chưa xé mà. Lâm Tử Lạp đột nhiên bị nghẹn giọng, bởi vì lúc đầu cô không đi làm giấy tờ, bây giờ lại trở thành điểm yếu của cô. Lâm Tử Lạp nói, anh nói với Quang Kình một câu bảo anh ta đi làm giấy tờ đi. Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên bị người khác giữ lấy, ngang ngược bị anh áp môi xuống. Lâm Tử Lạc còn đang khống chế, không biết phải làm gì. Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên bị người giữ lấy đầu, ngang ngược bị anh áp xuống môi, không còn một chỗ khe hở.
môi của cô bị biến hình dưới lực tác động của anh. Cái lưỡi mềm dẻo của lực anh tiến thẳng một mạch vào khoang miệng của cô. Anh không để cho cô một chút khoảng trống nào. Anh mút lấy lưỡi thuộc về phía sau của cô rồi dần dần tiến sâu vào phía trong, chiếm đoạt tất cả của cô. Ham muốn nảy sinh bất ngờ, mang theo tính chiếm hữu ùng ùng kéo tới. A, trái tim của Lâm Tử Lạp va chạm với ngực, nhịp đập không kiểm soát được vì người đàn ông này mà đập mãnh liệt. Lý trí còn sót lại nói với cô rằng anh đang làm cái gì vậy? Rõ ràng biết là không thể nào, nhưng tại sao lại vấn vương như vậy? Cô tự hỏi, anh chỉ dùng một hai phần sức lực mà đã khiến cô bị trói đến mức không thể động đậy được. Lâm Tử Lạp cảm thấy miệng cô có chút đau. Cô dùng sức cắn một cái vào cái lưỡi đang làm loạn của anh. Động tác của anh đang ngưng lại giây lát. Anh tưởng rằng cô đang ve vãn với mình. Thế là anh cũng cắn một cái vào môi dưới của cô. Lâm Tử Lạp cũng nhân cơ hội đó đẩy ra sức. Cô không thích như vậy. Lâm Tử Lạp, anh rõ ràng biết là tôi và anh không thể được. Tại sao không thể thẳng thắn một chút? Cô rưng rưng nước mắt. Anh đừng có như vậy nữa. Đối với tôi hay anh thì đều không tốt. Cô quay đầu lại rồi đưa tay lên khóe mắt. Cô lau nước mắt. Tông Triển Bạch vẫn giữ tư thế bị cô đẩy ra, không cử động. Anh yên lặng nhìn cô. Được vài giây sau, anh mới ngồi trở lại vị trí của mình, ngửi người ra. Anh hạ cửa cánh xe xuống. Không khí trong lành lùa vào xe trong, làm giảm bớt sự mập mờ lúc nãy. Cánh tay của anh tựa lên cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ven đường. Lá cây lắc lư nhẹ nhẹ theo gió. Anh thu lại ánh mắt của mình. Anh là người trưởng thành. Anh biết tại sao mình lại để tâm đến Lâm Tử Lạp như vậy. Tông Triển Bạch, tôi không thể tiếp nhận con của cô được. Tôi không rộng lượng như vậy, cũng không có một tấm lòng rộng lớn như vậy để nuôi con của cô và người đàn ông khác sinh ra. Nhìn bọn chúng chạy qua chạy lại ở trước mặt tôi, sợ rằng tôi sẽ bị ép thành điên mất. Anh lấy một chai nước suối đặt ở chỗ bàn điều khiển lên, vặn nắp chai và uống từng ngụm. Anh ngẩng đầu lên, đường cong thon dài từ cái gáy kéo ra, ngay cả yết hầu gợi cảm cũng lồi lên. Anh nói không ra sự kiêu ngạo và cương quyết của mình. Tông Triển Bạch, nhưng tôi cũng không muốn buông cô ra để nhìn cô và người đàn ông khác ở bên nhau. Lâm Tử Lạp dùng sức lau mặt, cô cảm thấy tuyệt vọng. Tông Triển Bạch kéo cô lại, anh quay mặt cô lại để khiến cô nhìn vào anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tử Lạp nhìn thấy sự nhếch nhác của cô ở trong mắt anh. Còn Tông Triển Bạch ở trong mắt cô thì nhìn thấy sự điên cuồng chưa từng có của mình. Anh muốn người phụ nữ này. Tông Triển Bạch, chúng ta làm vợ chồng thực sự của nhau. Con của cô, tôi sẽ bỏ tiền thuê người chăm sóc. Không thể được. Lâm Tử Lạp từ chối. Không có bất kỳ điều nào có thể thương lượng. Tông Triển Bạch, chúng ta cũng để sinh một đứa con trai của hai chúng ta. Hoang đường. Lâm Tử Lạp vùng vẫy thoát khỏi anh. Anh chưa từng làm bố mẹ của ai, cho nên không biết sự quan trọng của con đối với một người mẹ. Đối với tôi, bọn chúng chính là tính mạng của tôi. Anh muốn tôi phải từ bỏ sinh mạng của mình. Anh không thấy rất buồn cười sao? Trong ánh mắt Tông Triển Bạch nổi lên một cơn sóng lớn. Bọn chúng đối với cô quan trọng như vậy sao? Lâm Tử Lạp nói, đúng vậy. Lâm Tử Lạp không hề do dự. Anh cởi cúc áo ra, cười rất nham hiểm và ngạo mạn. Cô nói không sai, tôi từng chưa làm cha, cô cũng xin cho tôi một đứa con để tôi làm bố một lần, để tôi cảm nhận một chút đó là cảm giác như thế nào chứ. Lâm Tử Lạp đã không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả anh. Cô cởi bỏ dây an toàn ra rồi đẩy cửa xe xuống. Người này không thể nào nói chuyện với cô được. Cô xuống xe mới đi được một vài bước thì đột nhiên anh ôm eo rồi vác cô lên. Cô kinh ngạc thét lớn, vỗ lên vai anh. Anh làm cái quái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống được không? Tông Triển Bạch mở cửa ghế sau đặt cô xuống ngồi xuống ghế. Sau đó anh liền đè lên người cô và dùng một tay cố định cái tay không an phận của cô lên đỉnh đầu. Còn một tay khác thì giữ lấy cầm cô. Cô không đồng ý, nhưng cô có từng nghĩ rằng nếu tôi giấu cả hai đứa con của cô đi, không để cô gặp chúng thì sao? Cô biết tôi có khả năng này mà. Anh thật là không biết xấu hổ. Lâm Tử Lạp hung hãn trợn tròn mắt nhìn anh. Tông Triển Bạch không tức giận mà ngược lại còn cười. Tôi không để việc tôi không biết xấu hổ hơn một chút. Nói xong, bàn tay đang giữ cầm của cô, anh men theo cầm của cô di chuyển xuống gáy của cô, sờ vào xương quai xanh đẹp của cô rồi men theo cổ của cô sờ xuống. Đừng mà! Ngón tay của anh từng chút một đem bầu ngực mềm mại của cô bao bọc vào trong lòng bàn tay. Không thể không nói rằng cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tông Tử Bạch, cô chăm sóc nó như thế nào vậy hả?
anh cúi đầu xuống nhẹ nhẹ cắn một cái vào môi cô, hơi hơi khiêu khích nói. Khuôn mặt của Lâm Tử Lạp đỏ ửng tận đến mang tai, cô cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, cả người cô đang run rẩy, cô tức giận. Tông Triển Bạch, cô nghĩ kỹ chưa? Anh men xuống dưới, hôn từ môi hôn xuống cổ rồi nói bên tai cô. Tông Triển Bạch, việc cô xảy ra tai nạn xe cộ là do Hà Khiếu Ninh làm. Nếu như tôi không muốn cô ta ngồi tù thì cô cũng không có cách gì. Anh cắn vào tai cô, tiếp tục mê hoặc nói. Chỉ cần cô đồng ý thì tôi sẽ giúp cô. Cô cảm thấy thế nào? Lâm Tử Lạp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống rồi biến mất trong tóc. Lâm Tử Lạp nói. Tôi có thể đồng ý ở bên anh và không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng tôi bắt buộc phải ở bên các con tôi. Còn nữa, việc anh bảo tôi sinh con cho anh thì sợ rằng phải làm anh thất vọng rồi. Cơ thể tôi bị thương, về sau không thể sinh con được nữa. Anh có đồng ý sẽ đồng ý, anh không đồng ý cũng không sao. Tông Triển Bạch, không đồng ý thì cô sẽ thế nào? Trong mắt Tông Triển Bạch hằn lên từng tia máu, cô không thể sinh con được nữa sao? Ngón tay anh dùng sức, Lâm Tiễn Lạp bị đau đến mức châu mày lại, cô cắn chặt môi, nhưng cô lại chưa từng cất một tiếng nào. Không dám ép cô quá mức, thứ anh cần thực ra là người phụ nữ này. Nếu anh ép cô đến chết thì anh đâu tìm ra một Lâm Tử Lạp nữa đây. Anh khép cổ áo cô lại, lần sau không cho phép cô và người đàn ông khác lại quá gần nhau. Tôi muốn gặp cô thì cô bắt buộc phải lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Cô hiểu chưa? Lâm Tử Lạp nhẹ nhàng trả lời, ừ, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đưa cô về nhà. Tông Triển Bạch đứng dậy, anh sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của cô. Lâm Tử Lạp không cử động. Tông Triển Bạch khởi động xe rồi rời đi. Phong cảnh bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau. Anh thực sự sẽ giúp tôi sao? Lâm Tử Lạp hỏi. Cô sợ anh không biết cô đang nói gì nên bổ sung nói. Giúp tôi lật lại vụ án, đúng không? Dù sao anh và Hà Khiếu Ninh cũng có một khoảng thời gian bên nhau như vậy. Lâm Tử Lạp không chắc chắn. Tông Triển Bạch nói. Được. Một giải thích đơn giản, rõ ràng và không có lời nào thừa thãi. Anh nói sẽ giúp cô thì sẽ giúp cô. Lâm Tử Lạp dựa người vào cửa xe. Cứ như vậy đi. Người đàn ông này quá mạnh, cô không chống cự được anh. Bây giờ anh đồng ý giúp cô lại không cần phải xa con. Không có điểm nào là không tốt. Ở trong nước có sự che chở của anh thì đối với cô là chuyện tốt rồi. Một tay Tông Triển Bạch nắm vô lăng, một tay khác thì nắm tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay mình. Tay của em rất mềm. Anh cong môi lên. Ngón tay cô mảnh khảnh, mềm mại không xương, mềm như người cô vậy, ôm vào thì trong lòng sẽ có sự kích thích mà đàn ông nên có. Lâm Tử Lạp làm ra vẻ không nghe thấy. Một lúc sau xe liền lái đến khu nhà ở của Lâm Tử Lạp. Bà Trang Kha Nguyệt ở bên đường dẫn theo hai đứa bé đang đi, bị người khác chặn đường. Người đàn ông đang nói gì đó với bà. Bà Trang Khử Nguyệt không rất muốn nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta vẫn cố chấp. Khi ông ta quay lại thì mặt Lâm Tử Nghiệp đã mới nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Ông ta nhìn vào mặt Lâm Tử Lạp. Sao ông lại ở đây? Lâm Tử Lạp nhanh chóng đẩy cửa xe ra. Khi xuống xe thì hình như cô nhớ ra điều gì. Cô quay đầu nhìn Tông Triển Bạch. Anh về đi, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy anh lại không vui. Tông Triển Bạch cũng nhìn thấy hai người ở phía trước. Trước đây là do anh đưa ra yêu cầu ly hôn. Bà Trang Khử Nguyệt không thích anh cũng là chuyện có thể hiểu được. Hơn nữa lúc này, ông Lâm Trung Viên cũng có mặt, anh xuất hiện thì không hợp lý cho lắm. Anh khẽ ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người cô bé trong lòng Trang Khử Nguyệt. Mái tóc đen tết thành hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mày cong cong, một đôi mắt xinh đẹp, giống như một búp bê được điêu khắc tinh xảo, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Lâm Tử Lạp, tay anh bất giác nắm chặt vô lăng, không thể không thừa nhận, cô sinh ra hai đứa con thật kháu khỉnh, con trai thì thông minh, con gái thì lại đáng yêu như vậy. Tông Triển Bạch, mệnh của cô không quá kém, tuy bị bố bỏ rơi nhưng vẫn còn có mẹ, bây giờ còn có hai đứa con đáng yêu. Cái gì? Lâm Tử Lạc ngỡ ngàng nhìn anh, không hiểu được câu nói đột nhiên này của anh. Tông Triển Bạch đưa tay ra vuốt sợi tóc ở chỗ đuôi mắt cô rồi vén nó ra sau tai. Không có gì cả, cô đi đi. Lâm Tử Lạp ngớ người một lúc sau đó rồi gật đầu. Tôi đi đây, anh về đi. Cô đóng cửa xe lại rồi mau chóng đi về phía bà Trang Khử Nguyệt. Cô kéo bà ông Lâm Quốc Trung đang quấn lấy bà rồi đang đứng trước chắn mặt bà. Ông đến đây làm gì? Lạp Lạp à?
Lâm Viên Trung nhìn thấy con gái thì hai tay ở bên người của ông liền thu lại. Bố sai rồi. 6 năm trước công ty xảy ra chuyện. Lâm Vũ Hàm ôm tiền chạy trốn. Thẩm Tú Tình thì gây thương tích cho người khác nên bây giờ vẫn còn đang ở trong tù. Khi ông ta gặp khó khăn thì chính đứa con gái vẫn luôn bị khinh thường này đã giúp ông. Đối với những sai lầm ngày trước thì Lâm Tử Lạp không muốn truy cố nữa. Cô không bình tĩnh được. Về sau ông đừng đến tìm chúng tôi nữa. Nói xong cô liền bế con trai lên. Trong lòng bà Trang Khử Nguyệt đang ôm Lâm Huệ Nhi. Lâm Quốc An đuổi theo. Nếu ông còn tiếp tục quấy rầy chúng tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lâm Viên Trung nhìn thấy Lâm Tinh Huệ trong lòng cô thì mắt ông ta có chút thái độ. Đây là con của con sao? Đúng vậy. Lâm Tử Lạp mất bình tĩnh nói. Nhìn rất đẹp trai và giống con. Lâm Viên Trung lần lựa mãi. Bố không có ý gì khác. Chỉ là hôm nay nhìn thấy mẹ con. Ông ta nói xong liền nhìn bà Trang Khử Nguyệt một cái. Bố mới biết hai người trở về nước rồi. Hai người cần gì thì có thể tìm bố bất cứ lúc nào. Ông ta từ trong túi rắn ra một tiếp danh thiếp đưa cho Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp không nhận. Lâm Viên Trung tỏ ra khó xử. Con hãy xem bố như một người bạn vậy. Ngộ nhỡ có việc gì cần đến bố thì sao? Lâm Tử Lạp nhìn ông ta. Mấy năm nay ông ta đã già đi rất nhiều. Đôi làn tóc mai đã có tóc bạc. Năm đó cô đột nhiên rời đi. Cũng không biết ông ta vượt qua khó khăn như lúc nào nữa. Lâm Tử Lạp đưa tay nhận lấy. Lâm Viên Trung cười. Ông ta liền lùi sang một bên nhường đường cho Lâm Tử Lạp. Hành động của ông ta lộ rẽ sự hèn mọn vậy, giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí một chỉ muốn cứu vãn lại nó. Nếu như không có một chút cảm giác nào thì là nói dối. Đây là bố của cô, là bố ruột của cô. Trong người cô đang già chảy dòng máu của ông. Giả bộ, bà Trang Khử Nguyệt kéo Lâm Tử Lạp đi. Đi thôi, đừng bị ông ta lừa con. Bà Trang Khử Nguyệt đối với Lâm Viên Trung chỉ có hận, tuyệt đối không thể tha thứ cho ông ta được. Lâm Tử Lạp mang theo sự buồn phiền quay vào, đi theo bà Lâm Tử Nguyệt trở về. Vào trong tòa nhà, Lâm Tử Lạp hỏi, mẹ, sao mẹ gặp lại ông ta vậy? Bà Trang Khả Nguyệt nói, mẹ dẫn hai đứa nhỏ đến nhà hàng Hải Dương. Khi đứng đợi xe ở bên đường thì ông ta đi qua. Ông ta cứ quấn lấy mẹ để nói chuyện, hỏi hai đứa nhỏ này là con của con phải không? Mẹ không muốn để ý đến ông ta bắt xe về nhà, không ngờ rằng ông ta lại đi theo. Khi bà Trang Khử Nguyệt nhắc đến Lâm Viên Trung thì trên mặt bà không nở một nụ cười nào mà chỉ có sự hận thù. Lâm Tử Lạp biết mẹ của mình hận ba của mình sâu như thế nào. Cô không khuyên nhủ mẹ bởi vì cô cũng có vướng mắc trong lòng. Mấy năm nay, bên cạnh cô có con, tâm tư của cô đều dành hết vào hai đứa con nhỏ này. Cô cũng đã buông bỏ rất nhiều chuyện trước. Bà Thẩm Tú Tình vào tù rồi, đứa con gái mà ông yêu thương cũng phản bội ông ta. Ông ta cũng được xem là bị quả báo rồi. Về sau con không được liên lạc với ông ta nữa, bà Lâm Tử Nguyệt nói. Bà sợ Lâm Tử Lạp nhìn thấy Lâm Viên Trung lại mềm lòng. Bà Trang Kha Nguyệt, lúc đầu ông ta không có nhân tình bỏ rơi chúng ta, bắt con gả đi. Mẹ đừng nói nữa. Lâm Tử Lạp cắt ngang bà, hai đứa bé đang nghe đó. Lúc này bà Trang Khử Nguyệt mới phát hiện, bà mau chóng yên lặng, bà vuốt tóc. Đứa cháu ngoại của bà, có phải hai đứa con đã bị bà ngoại dọa rồi không? Thằng bé lắc đầu. Còn đứa bé gái thì không hiểu những điều bà ngoại nói nghĩa là gì. Cô bé chỉ biết là bà ngoại không thích cái ông gà kia. Còn cậu bé thì cậu bé nghe rất hiểu. Ông kia là chồng của bà ngoại, bố của mẹ cậu là ông ngoại của cậu. Nhưng chuyện mà ông làm khiến bà ngoại không muốn tha thứ cho ông ấy. Thời gian không còn sớm nữa, chắc hai con cũng đói rồi đúng không? Lâm Tử Lạp hỏi. Tinh Tuệ dùng sức gật đầu, con muốn ăn pizza. Đứa trẻ này là người hạnh phúc nhất, cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần được ăn là chơi rồi. Được, hôm nay ăn pizza. Lâm Tử Lạp cưng chiều đưa tay vuốt mặt con gái của mình. Anh trai của con cũng vậy mà, đúng không? Vậy còn con thì sao? Tinh Tuệ nói. Thì hai anh em ăn luôn. Lâm Tử Lạp nghiêm mặt nói. Tại sao? Rõ ràng con mới là anh mà. Lâm Tử Lạp, vậy con nói cho mẹ nghe xem, con đã biết sai chưa? Tinh Tuệ lập tức im lặng. Trong lòng cậu bé thầm nghĩ tại sao cô vẫn chưa quên. Trong lòng cậu ta có một chút hối hận việc tại sao lúc nãy cô bé lại hỏi cô. Tinh Tuệ cảm giác lấy đá đập chân vào mình. Vào trong nhà, Lâm Tử Lạp cửa khép thay do hai đứa bé. Tâm trạng bà Trang Kha Nguyệt không tốt, bà đi vào phòng.
Lâm Tử Lạp nhìn dáng lưng của bà, cô biết tại sao đột nhiên tâm trạng của bà bị suy sụp như vậy. Chắc là bà nhớ Tân Kỳ rồi. Từ lúc có hai đứa bé này, bà bận giúp cô chăm sóc mỗi ngày. Đều rất bận nên không có thời gian nghĩ đến chuyện trước đây. Hôm nay nhìn thấy Lâm Viên Trung, sợ là bà nghĩ đến chuyện trước đây. Lâm Tử Lạp dắt hai đứa bé đến phòng khách, cô móc điện thoại ra. Các con muốn ăn gì? Chúng con muốn ăn sầu riêng. Lâm Tử Lạp nắm tay hai đứa con rồi nói, tụi con muốn ăn sầu riêng à? Lâm Tử Lạp thêm vào đơn đặt hàng, cô nhìn sang đứa con trai rồi nhìn qua đứa con gái. Con muốn vị phô mai. Còn mẹ thì thích ăn gì? Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn con trai. Sao nào, muốn hối lộ mẹ sao? Đừng tưởng nịnh hót mẹ thì mẹ sẽ không truy cứu nữa. Con không nhận sai thì mẹ sẽ không mua đồ cho con đâu. Tinh Tuệ than thở một hơi, thật là không thú vị gì. Mới thế mà đã bị vạch trần. Lâm Tử Lạp đặt xong bi xà liền đặt xuống. Hỏi Tinh Huệ, dẫn em gái ra ngoài phòng chơi đi. Mẹ vào phòng xem bà ngoại thế nào. Dạ. Tinh Tuệ đặc biệt ngoan ngoãn. Cậu bé đang nghĩ khi nào Lâm Tử Lạp muốn trả đồ lại cho cậu. Mẹ ơi, con có thể uống một cốc nước hoa quả ép trước được không mẹ? Cậu bé hơi khát rồi. Đợi mẹ. Lâm Tử Lạp vào nhà bếp rót hai cốc nước hoa quả. Nước hoa quả ở nhà cô đều do cô tự mình ép, không có chất phụ gia, uống tốt cho sức khỏe. Bưng nước hoa quả ra cho hai đứa trẻ. Sau đó Lâm Tử Lạp tiến vào phòng của mẹ mình. Cô nắm lấy cắm cửa, vặn một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thì nhìn thấy